Một tiếng nổ dữ dội vang lên, kèm theo âm thanh chói tai, lửa bùng lên trong xe. Cơ thể của Úc Nhiên chìm trong biển lửa, đau đớn, bỏng rát. Ý thức của cô hoàn toàn chìm vào bóng tối. Khi tỉnh lại, cô đang nằm trên một thân cây to lớn, tầm mắt nhìn thấy bầu trời xanh trong veo với những đám mây trắng bồng bềnh. Cô chịu đựng cơn đau nhức như bị xé toạc khắp người, ngồi dậy và nhìn quanh với vẻ mặt hoang mang. Cây cô đang nằm rất lớn, cành lá xum xuê, cao vút tận trời. Cô cau mày nhìn chằm chằm vào không khí một lúc. Để tranh giành quyền kiểm soát công ty ở nước ngoài của cô, cha cô đã phái tài xế đến giết cô. Hai người đã giằng co trong xe, cô đã giết chết tài xế nhưng không ngờ trong xe lại có bom. Chỉ một tiếng nổ vang lên, cô lại không chết. Cô cảnh giác nhìn xung quanh. Trong ký ức của cô, thành phố G không thể có những cây cổ thụ cao chót vót như thế này. Ngay cả trong những công viên nhân tạo cũng không có loại cây hàng trăm năm tuổi, thậm chí là lâu hơn. Cô chợt nghĩ đến điều gì đó, cúi đầu nhìn cơ thể mình, vẫn là chiếc váy đỏ đó. Ngay cả đôi giày cao gót trên chân cũng còn nguyên. Trên người không có vết thương nào do vụ nổ gây ra, chỉ có một vài vết chảy xước nhỏ. Rõ ràng lúc xe nổ, da cô đã cảm nhận được cơn đau bỏng rát. Nhưng cơn đau lan tỏa khắp cơ thể lại nói cho cô biết tất cả những gì trước mắt không phải là mơ, mà là sự thật. Úc Nhiên không nghĩ nhiều nữa, còn sống là tốt rồi, còn đây là nơi nào, đi dạo một vòng sẽ biết. Vị trí cô đang ở cách mặt đất rất cao. Cô cởi đôi giày cao gót ném xuống đất, đưa tay nắm lấy dây leo buông xuống từ cành cây phía trên, giật mạnh vài cái, xác nhận nó rất chắc chắn rồi mới bám vào dây leo từ từ leo xuống. Khi hai chân chạm đất, trong lòng cô mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Nhìn thấy trên mặt đất có khá nhiều đá vụn và cành khô, Úc Nhiên do dự một chút rồi vẫn mang giày cao gót vào, đi không vững còn hơn bị đá vụn đâm vào chân bị thương. Khi cô cúi xuống mang giày, phía sau bất ngờ vang lên tiếng rít the thé khiến người ta sởn gai ốc. Sắc mặt cô biến đổi, quay đầu lại nhìn, thấy phía sau cách đó không xa xuất hiện một con chăn đen khổng lồ, đôi mắt rắn mang theo vẻ khát máu đang nhìn chằm chằm vào cô. Con chăn lớn hơn cả eo cô khiến lòng cô chợt lạnh toát. Dương Nguyên Sinh, con chăn khổng lồ, rốt cuộc cô đã rơi xuống nơi nào vậy? Cô hít sâu một hơi, từ từ cởi chiếc giày đã mang vào, nắm chặt đôi giày cao gót trong tay, gót nhọn hướng về phía con chăn. Cô không biết con chăn lớn như vậy có độc hay không, nhưng không thể ngồi chờ chết. Người còn dám giết, còn sợ giết rắn sao? Khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Con chăn nhìn cô chằm chằm một lúc, cuối cùng mất kiên nhẫn, bắt đầu uốn éo thân mình tiến lại gần cô. Úc Nhiên nghiêm mặt, cô quay người làm động tác bỏ chạy, con chăn phía sau tưởng cô muốn chạy trốn, liền nhanh chóng lao đến. Cô giả vờ lảo đảo sang một bên, đôi giày cao gót trong tay đập mạnh vào mắt con chăn, gót nhọn đâm vào mắt, máu chảy ra. Con chăn đau đớn rít lên, thân mình quằn quại vì đau đớn, thân rắn khổng lồ quật mạnh vào thân cây khiến vô số lá cây rơi xuống. Úc Nhiên nheo mắt, nhân lúc lá cây rơi xuống làm vật che chắn, nhanh chóng vòng ra phía bên kia của con chăn, tiếp tục tấn công vào mắt nó. Đánh trúng, máu bắn tung tóe. Nhưng ngay sau đó, đuôi rắn quật tới, đánh thẳng vào người cô. Cô bị đánh bay lên không trung, con chăn nhắm chặt đôi mắt đang chảy máu lao đến cắn cô, miệng rắn há rộng hung dữ. Cô nghiến răng, dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy dây leo treo lơ lửng trên không trung, mượn lực đu sang cành cây phía xa, thoát khỏi miệng rắn. Nhưng cơ thể cũng vô lực ngã xuống cành cây. Úc Nhiên không biết con chăn kia thế nào rồi, cũng không biết nó có thể leo cây hay không. Toàn thân cô nằm úp trên cành cây, cơn đau như xé toạc lan ra khắp người, khóe miệng cũng rỉ máu, đầy mùi tanh ngọt. Cảm giác bất lực lan ra khắp người, ý thức của cô dần mờ đi, khát vọng sống sót mãnh liệt trong lòng khiến cô vật lộn với ý thức của mình hồi lâu, cuối cùng vẫn không chịu đựng nổi mà ngất đi. Cô không muốn chết ở đây, không biết qua bao lâu, khi ý thức dần trở lại, Úc Nhiên chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng trắng bệch không chút huyết sắc, cả người yếu ớt như chiếc lá trên cành cây bị gió thổi lay động, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ rơi xuống. Cô nheo mắt nhìn ánh mặt trời chiếu xuống từ trên cao, trời xanh mây trắng nắng vàng, cô có một cảm giác khó tả, bầu trời rất trong, mây trắng rất to. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống người cô ấm áp, bên tai còn có tiếng chim hót líu lo, chóp mũi là mùi hương của cỏ cây đất đai, cảm giác này thật kỳ diệu. Cô cứ nằm úp trên cành cây thưởng thức phong cảnh một lúc, chủ yếu là vì cơ thể đau quá không cử động được. Trước là bị ám sát, sau là bị chăn tấn công, cô lại may mắn sống sót, chỉ là không biết cơ thể tàn tạ này còn chống đỡ được bao lâu nữa. Úc Nhiên biết nội thương của mình rất nặng, với vết thương như thế này, cô không thể sống được bao lâu. Nhìn quanh, xung quanh đều là cây cổ thụ cao chót vót, dây leo chẳng chịt, Úc Nhiên trầm mặt, cô chắc chắn không thể ở thành phố G, cũng không thể ở khu vực lân cận. Cô bất tỉnh trong tiếng nổ. Khi tỉnh dậy trên người không có chút bỏng nào, mà tất cả những gì trước mắt đều là thật, cô chỉ có thể nghĩ rằng mình có thể đã đến một nơi khác vì vụ nổ đó.
con chăn khổng lồ đã xuất hiện, sau này còn có thể xuất hiện những con thú hoang nào nữa. Trong khu rừng nguyên sinh này liệu có chỉ có thú hoang hay không? Liệu có yêu ma quỷ quái hay không? Vô số nghi vấn trong lòng cô không có ai giải đáp. Thoát khỏi vụ ám sát của tài xế, thoát khỏi vụ nổ xe, thoát khỏi sự tấn công của con chăn, bây giờ lại vì vết thương trên người mà hoàn toàn không thể cử động được. Hừ, Úc Nhiên cười nhạt một tiếng, nhắm mắt lại trong tuyệt vọng. Không phải cô không muốn tự cứu, mà là cơ thể thật sự không thể cử động được. Chết như vậy sao? Thật sự không cam lòng. Tít, phát hiện ký chủ đang trong trạng thái bị thương nặng, hệ thống tự động kích hoạt chức năng trị thương. Chức năng này chỉ được kích hoạt khi ký chủ bị thương nặng đe dọa đến tính mạng. Bắt đầu trị thương, xin ký chủ giữ tâm trạng bình tĩnh, thời gian trị thương khoảng 5 phút. Nghe thấy âm thanh đột nhiên vang lên bên tai, đó là một giọng nói lạnh lùng không chút hơi ấm của hệ thống máy móc. Âm thanh bất ngờ khiến Úc Nhiên đang nhắm mắt lại đột ngột mở to mắt. Lúc này trong đôi mắt cô không còn vẻ tuyệt vọng như trước, mà là tràn ngập ánh sáng hy vọng. Hệ thống gì vậy? Sao tôi lại có? Bây giờ tôi đang ở đâu? Cô trực tiếp hỏi. Hệ thống, ký chủ gặp phải vụ nổ, gặp được hệ thống đang lựa chọn ký chủ phù hợp để ràng buộc. Hai bên đã hoàn hảo tiến hành ràng buộc. Sau khi ràng buộc thành công, ký chủ được năng lượng của hệ thống đưa đến thế giới này. Lúc đó vết thương trên người ký chủ rất nặng, hệ thống đã giúp ký chủ trị thương. Hệ thống này có tên là hệ thống nuôi con siêu cấp. Đây là thế giới nơi người thú sinh sống, được con người ở thế giới của các bạn gọi là thú thế. Một tia kinh ngạc lướt qua đáy mắt Úc Nhiên. Thú thế, hệ thống nuôi con. Vài giây sau, cô chấp nhận tình hình hiện tại, thú thế thì cô không có ý kiến, nhưng hệ thống nuôi con. Để tôi nuôi con của ai? Cô lạnh lùng hỏi. Hệ thống, đúng vậy, hệ thống sẽ ưu tiên lựa chọn những thú nhân con non không có cha mẹ và có độ hảo cảm với ký chủ trên 50% để trở thành thú con ràng buộc. Ký chủ cần nuôi dưỡng và bồi dưỡng chúng trưởng thành. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ do hệ thống sắp xếp sẽ nhận được rất nhiều vật tư mà thú thế không có, có thể giúp ký chủ sinh tồn tốt hơn trong thế giới này. Sắc mặt Úc Nhiên lạnh đi. Hệ thống lại yếu ớt hỏi, ký chủ không thích trẻ con sao? Ngươi nghĩ sao? Tôi nghĩ rằng giữa con non của loài người và con non của thú nhân vẫn có sự khác biệt rất lớn. Ký chủ ở độ tuổi này nên có nhiều tình mẫu tử hơn, nếu quá miễn cưỡng thì có thể tìm một người đàn ông. À không, thế giới này không có đàn ông, chỉ có giống đực. Cô có thể tìm một giống đực đẹp trai, giỏi giang để yêu đương, kích thích tình mẫu tử trong lòng. Hệ thống chỉ thiếu nói thẳng cô là chó độc thân. Úc Nhiên lạnh mặt không nói gì, cô có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể ấm áp dễ chịu hơn, cơn đau trên người cũng dần dần tiêu tan. Nếu tôi không nuôi con, không làm nhiệm vụ thì sao? Cô hỏi. Hệ thống, sẽ không sao cả, hệ thống không có chế độ trừng phạt. Nếu ký chủ không thực hiện nhiệm vụ nuôi con sẽ không nhận được các phần thưởng nhiệm vụ, đó đều là những thứ không thể có được ở thế giới này. Xin ký chủ cân nhắc kỹ lưỡng. Xét đến tình hình của ký chủ, nếu ký chủ không thực hiện nhiệm vụ nuôi con, hệ thống sẽ tiếp tục ràng buộc cho đến khi ký chủ sinh con. Nếu ký chủ chuẩn bị sống cô độc đến già, tuyệt tự, hệ thống sẽ tự động hủy bỏ ràng buộc. Úc Nhiên mím môi, đôi môi đã hồng hào hơn một chút, không nói gì. Cô thật sự có một loại cảm xúc kháng cự đối với trẻ con từ tận đáy lòng, cảm xúc đó xuất hiện sau khi em trai Úc Giật chào đời. Sự thiên vị của cha mẹ, sự vô lý quấy rối của em trai, khiến cô từ nhỏ đã trưởng thành nhanh chóng, đồng thời ghét cay ghét đắng những đứa trẻ con ngây thơ đó. Khi còn nhỏ, sau khi đứa trẻ như em trai cô xuất hiện, cha mẹ càng trọng nam khinh nữ, càng phớt lờ cô hơn. Khi lớn lên, đứa em trai thứ ba xuất hiện, cha cô muốn giết cô để giành quyền kiểm soát công ty ở nước ngoài, cũng để đề phòng cô tranh giành tài sản với các em trai. Trong lòng đã có bóng ma, làm sao cô có thể thích được? Con của người khác là con của người khác, Úc Nhiên cũng không thể nói chớt. Không thể nói cả đời này cô sẽ không yêu đương, không sinh con, để bản thân sống cô độc đến già. Cô không thích trẻ con, không có nghĩa là cô không tin vào tình yêu. Nhưng đến thú thế này, tình yêu là thứ gì đó khó nói. Suy nghĩ của cô chợt lóe lên, cảm thấy vết thương trên người đã gần như khỏi hẳn. Cô cử động, từ từ chống người ngồi dậy. Trên người vẫn còn hơi đau, chỉ cần không cử động quá mạnh thì hoạt động cơ bản không có vấn đề gì. Thấy cô không nói chớt, hệ thống cũng bắt đầu giả chớt. Chuyện tương lai, mọi thứ đều có thể xảy ra. Vài phút sau, hệ thống trị liệu kết thúc. Hệ thống, trị liệu kết thúc, tất cả vết thương trên người ký chủ đều đã hồi phục. Nhưng do những vết thương đó gây ra tổn thất cho cơ thể mà hệ thống không thể bổ sung, sau này xin ký chủ nghỉ ngơi nhiều hơn để điều dưỡng cơ thể. Nhắc nhở thân thiện, tiếp xúc nhiều với thú nhân con non mới có thể tăng tốc độ hảo cảm, tăng tỷ lệ ràng buộc thành công. Úc Nhiên đứng dậy với vẻ mặt vô cảm, hoàn toàn phớt lờ lời nói của hệ thống. Bây giờ trên người không còn chút đau đớn nào, nhưng sự tổn thất do vết thương gây ra cho cơ thể vẫn chưa được giảm bớt, cơ thể hơi yếu ớt. Cô đứng dậy,
bám vào dây leo leo xuống cây. Dưới gốc cây không có dấu vết của con chăn khổng lồ, chỉ có vết máu còn sót lại do trận chiến trước đó. Những vết máu đó đã khô lại. Tìm thấy đôi giày cao gót của mình dưới gốc cây, mang vào, nhìn máu của con chăn khổng lồ đã khô trên giày. Cô hơi ghê tởm nhưng vẫn mang vào, lát nữa tìm nguồn nước rửa sạch. Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh với vẻ mặt hoang mang, ngoài cây cối ra chỉ có dây leo, hoàn toàn không biết nên đi đường nào. Hệ thống, có thể chỉ đường không? Hệ thống, không thể, hệ thống này không có chức năng đó. Hừ, tốt lắm, rất cá tính. Cô cũng không trông cậy vào hệ thống nghe có vẻ rất lừa đảo này, tự mình chọn một hướng thuận mắt mà đi. Đi một lúc, nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, cô không khỏi tăng tốc độ đến bên một dòng suối nhỏ. Dòng suối rất nhỏ, nước chảy róc rách, nhưng chừng này nước cũng đủ cho cô rồi. Cô ngồi xuống một tầng đá, cởi giày ra rửa sạch vết máu trên giày, rửa tay rửa mặt, cả người đều sảng khoái. Cô ngồi trên tảng đá thở hổn hển, quay đầu nhìn xung quanh. Dòng suối nhỏ giống như một ranh giới phân chia khu vực bên này và bên kia. Bên cô đang đứng là những cây cổ thụ xanh tươi tốt, bên kia dòng suối là đồng cỏ xanh mướt. Cỏ cao lớn tùm che khuất tầm nhìn, cỏ vừa to vừa thô, giống như cỏ chăn nuôi phiên bản phóng đại, ước chừng cao 2-3 mét, đi vào đó sẽ hoàn toàn bị bao vây. Cô suy nghĩ một chút, đi chân trần đến bên cạnh một cây đại thụ, bám vào dây leo leo lên cây, đứng cao nhìn xa, cô nhìn về phía đồng cỏ. Phạm vi đồng cỏ rất rộng, nhưng bên đó không có cây cổ thụ, ngược lại có thể nhìn thấy vài ngọn núi nhỏ ở xa xa. Úc Nhiên trầm ngâm, trong lòng nảy ra một ý nghĩ táo bạo, vượt qua đồng cỏ. Hệ thống, ngươi không thể chỉ dẫn một chút sao? Hệ thống, cần ta giúp chỉ dẫn chỗ nào có thú con đáng yêu không? Úc Nhiên cau mày với vẻ mặt chán ghét, tự mình nhanh chóng leo xuống cây, cầm giày bên suối lội qua dòng suối, mang giày xong đi về phía đồng cỏ. Ngươi cứ cầu nguyện ở đó có thú con đáng yêu đi. Bụng đói rồi, nếu có thể bắt được vài con vật nhỏ để lấp đầy cái bụng đói thì tốt quá. Cô cẩn thận rẽ những đám cỏ đi về phía trước, mặt đất gồ ghề, cô đi giày cao gót rất khó khăn. Trên mặt đất có rất nhiều đá vụn, cô không dám cởi giày đi chân trần, chỉ có thể tiến về phía trước rất chậm rãi và cẩn thận. Những đám cỏ này cao lớn và sắc nhọn, cánh tay trần của Úc Nhiên đã bị cứa vài vết thương. Trên bắp chân cũng có vài vết thương, thậm chí cả chiếc váy dài trên người cũng bị rách ở nhiều mức độ khác nhau. Tầm nhìn không thể nhìn thấy tình hình xung quanh, cô chỉ có thể dựa vào cảm giác mà tiến về phía trước, rồi lại tiến về phía trước. Đột nhiên chân cô lọt xuống, cơ thể ngả về phía trước là một con dốc. Cơ thể yếu ớt không có chút sức lực nào để chống đỡ, bóng đỏ lăn xuống dốc, lăn qua đám cỏ, trên đường còn lưu lại vài vệt máu. Tiếng lăn đột ngột xuất hiện trong đồng cỏ yên tĩnh này, cùng với mùi máu thoang thoảng trong không khí, ngay lập tức thu hút những con thú hoang xung quanh lại gần. Sau khi bị lăn lộn một trận long trời lở đất, Úc Nhiên ngã đau đớn lên một thứ mềm mại màu đen, cô kinh hồn bạt vía. Không quan tâm đến vết thương mới trên người, chịu đựng cơn đau, cảnh giác nhìn cái đuôi to mềm mại màu đen đang đỡ cơ thể mình. Cô nhìn dọc theo cái đuôi to lên trên, nhìn thấy một con cáo có đôi mắt đen láy ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Một con cáo đen khổng lồ, cái đang đỡ cơ thể cô chính là đuôi của con cáo lớn. Ánh mắt cô liếc nhìn những cái đuôi xù xệ, 9 cái đuôi. Cửu vĩ hắc hồ. Con hồ yêu thú này ôm lấy cô, nhẹ nhàng đáp xuống một bãi cỏ hoang dại xa xa, kéo dài khoảng cách với đám chăn vừa rồi. Thương ấp cúi đầu nhìn người trong lòng đầy thương tích, ôm cô nhanh chóng rời khỏi bãi cỏ. Cánh tay rắn chắc, lồng ngực vạm vỡ đầy nam tính, Úc Nhiên khẽ ngước mắt nhìn nam nhân đang ôm mình. Hắn có đôi mắt phượng đa tình, dung mạo tuấn mỹ, mái tóc đen nhánh mềm mại buông xõa đến vai, trên đỉnh đầu còn có một đôi tai hồ ly đáng yêu. Hắn mang vẻ đẹp của loài hồ ly, lại có sự hoang dã và kiêu ngạo của loài thú, không có vẻ đẹp yêu mị như trong truyền thuyết, chỉ có sự lạnh lùng và cường thế. Cũng không quan tâm hắn muốn đưa mình đi đâu, Úc Nhiên lúc này hoàn toàn không còn sức lực để giãy giụa, đành mặc cho hắn ôm mình chạy về phía trước. Thương ấp cẩn thận ôm cô trong lòng, không dám dừng lại một khắc nào, một đường chạy như bay, thỉnh thoảng lại kiểm tra vết thương của cô. Hắn rõ ràng nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt, trong tình huống này, làm sao hắn có thể yên tâm biến thành thú hình để cô cưỡi trên lưng mình, chỉ có thể ôm cô chạy như vậy. May mà bộ lạc cách đây không xa. Hồ ly lớn động tác nhanh nhẹn, hai tay ôm chặt lấy cô, bảo vệ cô trong lòng. Cô không cảm thấy quá sốc này do chạy nhanh, trong cảm giác êm ái này, cô lại buồn ngủ. Cô khép hờ mắt nhìn phong cảnh lướt qua bên cạnh, vẻ mặt bất đắc dĩ xen lẫn buồn cười. Từ nhỏ đến lớn, cha cô luôn trọng nam khinh nữ, thiên vị em trai đã gây cho cô tổn thương sâu sắc. Cũng chính vì vậy mà cô luôn cố gắng học tập, nỗ lực để bản thân trở nên ưu tú hơn. Không phải vì tranh giành sự sủng ái, chỉ là muốn một ngày nào đó có thể nói với cha rằng con gái không thua kém con trai. Cô cũng có thể rất xuất sắc,
thứ cô muốn không phải là tranh giành tài sản của gia tộc. Cô thậm chí còn mang theo hy vọng sự xuất sắc của mình có thể khiến cha hối hận vì sự ghẻ lạnh và khinh thường của ông đối với cô từ nhỏ đến lớn. Vào thời đại học, cô đã dựa vào năng lực của mình để nắm quyền kiểm soát công ty con của tập đoàn Úc Thị ở nước ngoài, nhưng đổi lại là sự tức giận và ghẻ lạnh sâu sắc hơn của cha. Lúc đó cô mới hoàn toàn hiểu ra, không phải cô không đủ ưu tú, mà là cô vốn dĩ đã là người thừa trong gia đình này. Cho dù cô làm gì cũng không nhận được sự tán thưởng của cha, cô chỉ là một người thừa. Thậm chí, sau khi em trai thứ ba ra đời, cha cô đã ra tay với cô. Xem ra, việc để cô về nước thăm mẹ và em trai chỉ là cái cớ, muốn nhân cơ hội giết cô mới là thật. Cô chết rồi, cho dù hai đứa em trai sau này có bất tài vô dụng thì mọi thứ trong nhà cũng sẽ thuộc về bọn họ, cũng không cần lo lắng có cô, người chị gái này tranh giành với bọn họ. Úc Nhiên thấy mũi hơi cay cay, nhưng thứ cô muốn căn bản không phải là cái gọi là tài sản gia đình. Cô thở dài một hơi, đầu bất lực tựa vào vai con hồ ly lớn. Toàn thân mệt mỏi không nói nên lời, dùng sự mạnh mẽ và lạnh lùng để ngụy trang bấy lâu nay khiến trái tim trở nên mệt mỏi vô cùng. Bây giờ rời khỏi thế giới đó cũng tốt, bắt đầu cuộc sống mới ở thế giới thú nhân này, cô cũng không còn lựa chọn nào khác. Cô, không nhà để về. Cảm nhận được sự dựa dẫm trên vai mình, Thương Ấp cứng đờ người, trong lòng càng thêm căng thẳng, hắn tưởng cô không thoải mái, lập tức tăng tốc trở về bộ lạc. Bộ lạc Azido là bộ lạc lớn nhất ở khu vực phía đông, đất đai rộng lớn, số lượng thú nhân đông đảo, sức chiến đấu mạnh mẽ. Lúc này, ánh nắng chiều tà ấm áp, ánh nắng xuân khiến người ta muốn ngủ một giấc thật ngon. Trên bãi đất trống của bộ lạc, rất nhiều nam nhân đang nằm sưởi nắng với hình thú, còn có những nữ nhân và ấu thú chơi đùa xung quanh, một mảnh yên bình. Chỉ là sự yên bình này đã bị phá vỡ khi Thương Ấp trở về. Thú nhân canh gác ở cổng bộ lạc nhìn thấy Thương Ấp từ xa, lập tức hét lớn, Thương Ấp đã trở về, hình như còn mang theo thứ gì đó. Nghe thấy lời hắn nói, những nam nhân đang ngủ chưa lập tức mở to mắt, cơn buồn ngủ tan biến hết. Đều hưng phấn tụ tập ở cửa chờ đợi, cùng với đó là vài nữ nhân đến xem náo nhiệt, trong đó không ít người ái mộ Thương Ấp. Chỉ là khi Thương Ấp đến gần bộ lạc, mọi người nhìn thấy Úc Nhiên đang được hắn ôm trong lòng, vẻ mặt đều không thể tin được. Nhanh lên, mau nói cho ta biết rốt cuộc Thương Ấp đại nhân đã đánh bại một con mãnh thú có hình người hay là nhặt được một nữ nhân về vậy? Một nam nhân dụi dụi mắt hỏi. Lập tức bọn họ bắt đầu bàn tán xôn xao. Làm sao có thể có mãnh thú hình người được? Nhưng làm sao Thương Ấp đại nhân có thể nhặt được nữ nhân ở hoang dã chứ? À, cái này. Mọi người nhất thời á khẩu không nói nên lời. Thương Ấp lạnh lùng liếc nhìn bọn họ rất tự giác nhường ra một con đường. Thương Ấp nhìn thấy tiên cốc, Vu Y của bộ lạc trong đám đông đang hóng chuyện, lập tức bước nhanh về phía ông. Vu Y, kiểm tra giúp ta thân thể của cô ấy, vừa rồi từ trên dốc bãi cỏ hoang ngã xuống. Tiên cốc là một nam nhân lớn tuổi thuộc tộc Cừu, tóc bạc trắng, vẻ mặt hiền từ, bị Thương Ấp đột nhiên gọi tên, ông ngẩn người ra mấy giây. Mãi đến khi Thương Ấp ôm người đến trước mặt ông mới vội vàng hoàn hồn, đưa tay bắt mạch cho Úc Nhiên. Ngay sau đó, ánh sáng màu xanh lục bao trùm lấy cô để kiểm tra cơ thể. Cảm nhận được hơi ấm, Úc Nhiên lười biếng mở mắt ra nhìn con cừu già đang bắt mạch cho mình. Cô biết mình đã đến bộ lạc của thú nhân, chỉ là không muốn mở mắt ra nhìn mà thôi. Ánh mắt hờ hững nhìn xung quanh, những thú nhân này, hoặc là ở trạng thái thú hình, hoặc là ở trạng thái hình người với tai và đuôi thú, cũng có chủng tộc đặc biệt không có đặc trưng thú hình. Tuy nhiên, những nữ nhân đang đứng xem xung quanh đều không có bất kỳ đặc trưng thú hình nào. Họ mặc trang phục làm từ da thú rất nguyên thủy, làn da không quá trắng. Tiên cốc kiểm tra xong, buông tay ra, nhìn Úc Nhiên với vẻ mặt lạnh nhạt nói, không có vấn đề gì lớn, chỉ là một số vết thương do cỏ dại cứa vào, vết thương không lớn, ta đi lấy chút thảo dược đắp lên vài ngày là khỏi. Nói xong, ông xoay người định đi thì bị một nữ nhân đột nhiên đứng ra chặn lại. Dựa vào cái gì, một nữ nhân lai lịch bất minh như vậy mà các người cũng dám chữa trị? Phi Phi rất thù địch với Úc Nhiên có làn da trắng nõn, nếu là nam nhân khác nhặt về thì thôi, đằng này lại là Thương Ấp, trong lòng cô ta rất không cam tâm và ghen tị. Tiên cốc do dự một chút rồi nói, nữ nhân này da rẻ trắng nõn, rất xinh đẹp. Những vết thương kia tuy không sâu nhưng số lượng không ít, nếu không xử lý rất dễ bị nhiễm trùng để lại sẹo, như vậy sẽ không đẹp. Thương Ấp hoàn toàn phớt lờ lời Phi Phi, trực tiếp nhìn tiên cốc hỏi, có bốc thuốc hay không? Nếu ông không bốc, ta sẽ đi tìm Vu Y của bộ lạc khác. Lời này lọt vào tai những thú nhân khác chính là nữ nhân này hắn nhất định phải quản. Phi Phi bực bội nói, Thương Ấp, huynh là cường giả của bộ lạc chúng ta, với địa vị của huynh, muốn tìm nữ nhân nào mà không được, tại sao huynh lại phải nhặt một nữ nhân lai lịch bất minh? Thương Nghị nhẹ nhướng mày lạnh lùng, ta đón nữ nhân có cần phải có sự cho phép của ngươi không? Phi Phi câm như hến, trong lòng nghẹn ứ một bụng tức, hung hăng cắn môi, giọng oan ức nói,
ngươi sao có thể đối xử với ta như vậy? Nói xong, khóe mắt đỏ lên. Một người theo đuổi Phi Phi ở bên cạnh không nhịn được trách mắng Thương Ấp, có chuyện gì thì nói cho tử tế. Phi Phi cũng không phải không cho ngươi nhặt thú nhân ngoài hoang dã, chỉ là trước khi chưa xác định rõ thân phận của đối phương thì vẫn nên thận trọng một chút. Úc Nhiên bình tĩnh nhìn bọn họ, nhìn thú nhân giả vờ đáng thương, nàng im lặng vài giây, thẳng thắn nói với Thương Ấp, thú nhân kia thích ngươi, nàng ta ghen tị ngươi nhặt ta về, nàng ta muốn ngươi ném ta ra ngoài hoang dã để ta chết ở đó. Ngươi ưu tú như vậy, sao lại bị thú nhân tâm địa độc ác thích chứ? Một câu nói nhẹ nhàng khiến sắc mặt mọi người đều biến đổi, Phi Phi tức giận đến mức mặt đỏ bừng, lớn tiếng mắng, ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi tưởng ngươi là ai, bộ lạc của chúng ta cũng là loại thú nhân xuất thân không rõ ràng như ngươi có thể vào sao? Úc Nhiên nhẹ nhàng vỗ ngực Thương Ấp, ra hiệu nàng muốn xuống, hắn hiểu ý đặt nàng xuống. Nàng đứng vững, chỉnh lại váy dài trên người, dù tóc rối bời, váy áo nhếch nhác, cũng không thể che khuất khí chất thanh cao quý phái của nàng. Nàng nhướng mày nhìn Phi Phi đang nghiến răng nghiến lợi chừng mắt nhìn mình nói. Nói cách khác, phong cách làm việc của bộ lạc các ngươi là thú nhân xuất thân không rõ ràng thì không cứu, dù chết ở ngoài hoang dã cũng không cứu đúng không? Tuyệt vời. Chưa đợi Phi Phi lên tiếng, những thú nhân khác liền lên tiếng giải thích. Không phải vậy, nếu gặp thú nhân cần giúp đỡ ở ngoài hoang dã chúng ta đều sẽ giúp đỡ. Phần lớn thời gian chúng ta sẽ xác nhận thú nhân đến từ bộ lạc nào, có cần chúng ta đưa về hay không. Nếu bộ lạc rất xa hoặc gặp phải chuyện khác không có chỗ đi, bộ lạc chúng ta sẽ tiếp nhận. Úc Nhiên gật đầu nhìn thú nhân trả lời, lập tức khiến thú nhân đó vô cùng kích động. Nàng quay đầu nhìn con cáo lớn mặt không biểu cảm đang nhìn những thú nhân hỏi, là ngươi nhặt ta về, ngươi có thể chăm sóc ta vài ngày không? Ta tạm thời không có chỗ nào để đi. Con cáo này là cường giả của bộ lạc này, điều đó có nghĩa là sức chiến đấu của hắn rất cao, vừa đến thế giới thú nhân, nhất định phải tìm một thú nhân mạnh mẽ để bảo vệ mình. Giọng nói của nàng trong trẻo dễ nghe, Thương Ấp rất thích trong lòng, gật đầu đáp ứng lời nàng. Ngươi là ta nhặt được từ ngoài hoang dã, từ nay về sau chính là thú nhân của ta. Một câu tuyên bố địa vị của nàng, Thương Ấp nói xong ánh mắt lạnh lùng mang theo uy áp và cảnh cáo quét qua những thú nhân một vòng, mọi người đều cúi đầu không dám lên tiếng. Phi Phi tức giận đến mức nổi điên, ta không chấp nhận. Bộ lạc này còn chưa đến lượt ngươi lên tiếng. Thương Ấp nhíu mày, rất khinh thường buông lời, bế Úc Nhiên đi về phía hang cáo của mình. Trên đường đi, Úc Nhiên nhìn con cáo sắc mặt lạnh nhạt hỏi, thú nhân kia cũng không tệ, nàng ta thích ngươi như vậy, tại sao ngươi không chấp nhận nàng ta? Nàng cho rằng trong thế giới thú nhân số lượng thú nhân ít, thú nhân theo đuổi thú nhân sẽ rất dễ dàng, nói chính xác hơn. Có thú nhân bị thú nhân để mắt tới là chuyện tốt trời cho, điều đó có nghĩa là thú nhân đó có cơ hội để thú nhân sinh con cho mình. Thương Ấp lạnh lùng hừ một tiếng nói, ta không thích thú nhân ồn ào như vậy, phiền chết đi được. Úc Nhiên khóe miệng giật giật, vậy sau này nàng có nên nói ít lời hơn không? Thấy nàng đột nhiên không nói gì, Thương Ấp dịu giọng nói, ngươi có thể nói tùy thích, nói chuyện là nói chuyện, ồn ào là ồn ào, hai cái đó không giống nhau, dù ngươi ồn ào náo nhiệt ta cũng sẽ không thấy ngươi phiền. Đôi lời tiêu chuẩn kép như vậy, Úc Nhiên không nhịn được cười, cảm ơn, ừ ngã, hang cáo của Thương Ấp nằm trong một cái hốc cây. Đó là một cái cây rất lớn và rất cổ thụ, đường kính của cây khoảng 4-5 mét, hốc cây có hai cái, chia thành hai tầng trên dưới. Thương Ấp đặt nàng ở trên một cái cọc gỗ nhỏ bên ngoài hốc cây, hắn quỳ xuống bên cạnh nàng tỉ mỉ nhìn nàng. Chiếc váy đỏ chất liệu đặc biệt xinh đẹp quyến rũ làm cho làn da của nàng trắng nõn mịn màng, mái tóc búi cao sang trọng hơi rối, nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng. Nàng giống như một nàng tiên vô tình rơi xuống nhân gian, tinh tế tuyệt mỹ, khác người. Chờ lát nữa pháp sư sẽ đến, vết thương trên người ngươi phải xử lý cẩn thận, nếu không sẽ bị nhiễm trùng để lại sẹo. Nhìn thấy vết thương đang rỉ máu trên làn da trắng nõn của nàng, Thương Ấp sắc mặt nghiêm túc. Úc Nhiên thì không sao cả, nàng cảm thấy mình có thể sống sót đã rất may mắn rồi. Nàng cúi người cởi giày cao gót ra, đôi chân được thả lỏng thoải mái đạp lên mặt đất, giây tiếp theo bị Thương Ấp đỡ lên đùi mình, để chân nàng đạp lên đùi hắn. Trên đất có côn trùng, trước đây có rất nhiều thú nhân bị cắn thương. Úc Nhiên, trước đây thấy mấy thú nhân kia đều chân trần, đến lượt nàng lại điệu đà như vậy. Nhưng mà cảm giác được quan tâm như vậy rất tốt, dù cho tên này không phải người. Loài người là sinh vật phức tạp nhất, mà thường thì tình cảm của động vật còn thuần khiết hơn tình cảm của con người. Thú nhân đẹp trai xuất chúng này quả thực là thú nhân A, sống 25 năm mới gặp lần đầu tiên, Úc Nhiên nhìn hắn không hề né tránh. Mình vô tình đến thế giới thú nhân này, sinh vật đầu tiên gặp được chính là hắn, đây cũng là một mối nhân duyên lớn A. Thương Ấp hơi cúi đầu không có bất kỳ phản ứng nào, để nàng nhìn mình không kiêng dè như vậy. Vẻ đẹp của thú nhân cũng là điểm nhấn thu hút ánh nhìn của thú nhân. Rất nhanh, pháp sư tiên cốc ôm một cái ống tre đi tới. Thương Ấp, thuốc đã pha chế xong rồi. Ngươi bôi những vết thương này cho thú nhân này, đợi thuốc khô rồi hãy lấy xuống.
Tiên Cốc đưa cái ống tre trong lòng cho Thương Ấp. Thương Ấp đứng dậy nhận lấy ống tre, mở ra xem thuốc bên trong, sau đó vào hang lấy một ít da thú ra. Hắn quỳ xuống bên cạnh Úc Nhiên dễ dàng xé những tấm da thú thành những sợi nhỏ. Không có băng gạc trong thế giới thú nhân, chỉ có thể dùng da thú để gói thuốc. Thương Ấp từ trong ống tre lấy một ít thuốc ra bôi lên vết thương của Úc Nhiên, dùng da thú quấn lại cố định, nhìn thấy cách băng bó xấu xí vô cùng, nàng chỉ có thể buồn bực trong lòng. Trong lúc Thương Ấp xử lý vết thương cho nàng, Tiên Cốc đang nhìn nói, vừa rồi Phi Phi chạy đến chỗ thủ lĩnh khóc lóc một trận, thủ lĩnh không có phản ứng gì. Ta vừa đến thì thủ lĩnh nói bảo ngươi chăm sóc tốt thú nhân này, thú nhân ngươi nhặt được chính là của ngươi, ngươi chăm sóc tốt. Ừ, Thương Ấp đáp lại. Tiên Cốc nhìn thấy cách băng bó khiến hắn cảm thấy khó chịu, do dự một chút nói, có cần ta giúp không, hắn băng bó đẹp hơn. Thương Ấp không chút do dự từ chối, không cần, ngươi có thể về rồi. Tiên Cốc có chút bất đắc dĩ rời đi. Úc Nhiên kinh ngạc về thái độ của Thương Ấp đối với Tiên Cốc, thái độ này không phải là không tôn trọng nhưng cũng không tốt hơn là mấy. Pháp sư là người có y thuật và năng lực trong bộ lạc thú nhân. Trong thế giới thú nhân, y thuật lạc hậu, pháp sư rất được trọng dụng, thú nhân đều khách khí cung kính đối đãi, sao ở đây pháp sư lại thấp kém như vậy? Chẳng lẽ trước đây xem tiểu thuyết về thế giới thú nhân hoàn toàn là bịp bợm. Thương Ấp bôi thuốc và băng bó hết vết thương trên người nàng, hai cánh tay và hai cẳng chân đều bị quấn rất xấu xí, da thú dùng lại là loại màu xám xỉn, nhìn thôi đã khiến nàng buồn nản. Vết thương chủ yếu tập trung ở cánh tay và cẳng chân, ngoài vết thương bị cỏ dại cào xước còn có vết bầm tím do va chạm. Hiện tại nhìn thấy khá nhiều chỗ, đợi đến ngày mai có thể sẽ xuất hiện nhiều hơn. Xử lý xong vết thương, Thương Ấp nhìn Úc Nhiên đang buồn ngủ, bế nàng vào hốc cây bên dưới, trong hốc cây có ổ cỏ trải da thú sạch sẽ. Bên cạnh mấy cái giỏ đan bằng mây đựng rất nhiều tấm da thú đủ màu sắc, còn có vài cái cọc gỗ to nhỏ khác nhau. Đồ đạc trong hốc cây rất đơn giản, trong không khí cũng không có mùi gì kỳ lạ, thoang thoảng mùi da thú và mùi ánh nắng mặt trời còn sót lại sau khi phơi da thú. Thương Ấp nhẹ nhàng đặt nàng vào ổ cỏ, cảm nhận được cơ thể được bao bọc bởi cảm giác mềm mại, Úc Nhiên không nhịn được nhắm mắt lại, chỉ vài hơi thở liền ngủ thiếp đi. Thương Ấp quỳ bên cạnh nhìn nàng một lúc, cẩn thận đắp lên người nàng một tấm da thú, sau đó bắt đầu bận rộn. Cuộc sống của thú nhân độc thân và cuộc sống có thú nhân là khác nhau, rất nhiều thứ trong nhà phải thêm vào. Hắn chuẩn bị mọi thứ có thể nghĩ ra, những thứ có thể thu xếp trong thời gian ngắn, đợi khi dọn dẹp xong trời đã tối. Thương Ấp nhìn Úc Nhiên vẫn đang ngủ say, không biết nàng sẽ tỉnh dậy lúc nào, sợ nàng tỉnh dậy sẽ đói bụng, liền ở ngoài hốc cây nhóm một đống lửa, đặt lên trên nồi đá hầm một nồi thịt. Nấu canh lớn lửa nhỏ, củi cũng đủ, không sợ bị khê. Làm xong những việc này hắn mới vào trong hốc cây, hắn đứng bên cạnh ổ cỏ nhìn người đang nằm nghiêng ngủ rất ngon lành. Do dự một lúc biến thành hình thú chậm rãi tiến vào ổ cỏ, cẩn thận nằm sát bên cạnh nàng. Thời tiết hiện tại không nóng lắm, một bộ lông xù xù như vậy ở bên cạnh sẽ không khiến Úc Nhiên cảm thấy nóng. Ngược lại mềm mại và rất thoải mái, mơ màng giữa giấc ngủ nàng nghiêng người ôm lấy con cáo lớn. Cảm nhận được sự gần gũi thân mật của thú nhân, một mùi hương tuyệt vời riêng của nàng phả vào mũi, toàn bộ con cáo Thương Ấp đều căng thẳng. Trái tim đã yên tĩnh bấy lâu xuất hiện những cảm xúc tinh tế, đó là cảm giác trước đây chưa từng có. Có chút sợ hãi, có chút kỳ lạ, nhưng cảm giác không hề bài xích. Sau khi cuối cùng cũng thích nghi với vòng tay thân mật của Úc Nhiên, trời ngoài trời đã sáng dần, quay đầu nhìn đống lửa ngoài kia sắp tắt và mất nhiệt, từ từ nhẹ nhàng rút người ra định đứng dậy. Hôm qua Úc Nhiên ngủ sớm là vì cơ thể thực sự mệt mỏi, cộng thêm việc bị tai nạn xe hơi rồi lại lăn xuống dốc, cả thể xác và tinh thần đều rất mệt mỏi. Sau một đêm ngủ say, trạng thái của nàng đã hồi phục được kha khá, bộ lông xù xù trong lòng đột nhiên động đậy, đôi mắt đang nhắm chặt đột ngột mở to cảnh giác. Thấy nàng cảnh giác như vậy, Thương Ấp dừng người lại, mở miệng nói, không sao, ta ra ngoài nấu đồ ăn cho ngươi, ngươi đã rất lâu rồi chưa ăn gì. Trong hốc cây ánh sáng mờ tối, Úc Nhiên chỉ có thể nhìn thấy đường nét khổng lồ của một con vật lông xù. Nàng im lặng vài giây, nhớ lại chuyện mình đã trải qua, nàng lấy lại tinh thần, di chuyển tay chân mình ra khỏi người hắn. Thương Ấp lúc này mới đứng dậy rời khỏi ổ cỏ đi ra ngoài hốc cây, hình thú biến thành hình người, quỳ bên đống lửa ném củi vào trong. Úc Nhiên nằm nghiêng người nhìn hắn, đột nhiên thấy lòng bàn tay hắn ngưng tụ một đoàn lửa ném vào đống củi, vài giây sau đống củi bùng cháy dữ dội, nàng ngạc nhiên. Đây là thú nhân có dị năng. Nếu nền tảng hệ thống sức mạnh cao, trong thế giới thú nhân bất kỳ trận chiến nào cũng rất khốc liệt và tàn bạo. Úc Nhiên trong lòng trùng xuống vài phần, nàng phải tìm hiểu kỹ thế giới này, chuẩn bị cho tương lai của mình. Lúc này trong kế hoạch tương lai mà nàng đang tính toán trong lòng không bao gồm hệ thống, thậm chí sự tồn tại của hệ thống đã bị nàng phớt lờ hoàn toàn. Thương Ấp là dị năng hệ lửa, nhóm lửa hoàn toàn không thành vấn đề, cho dù không có củi đốt. Với độ đậm đặc của ngọn lửa của hắn cũng đủ để trong thời gian ngắn đun sôi nấu chín toàn bộ đồ ăn trong nồi đá.
Trên bãi cỏ ngoài hốc cây hắn nhóm hai đống lửa, một đống nấu thức ăn, một đống đun nước, hắn ngồi bên cạnh yên lặng canh hai nồi đá. Úc Nhiên thì nằm trong ổ cỏ suy nghĩ về chuyện của mình, cho đến khi trời sáng, nàng mới lấy lại tinh thần cảm thấy đói cồn cào. Đói quá, nàng từ từ chống người dậy, sau đó nhận ra điều gì đó liền dừng lại, nàng cúi đầu nhìn thuốc đã khô trên người mình, lập tức ngồi dậy tháo ra thú trên tay. Thương Ấp thấy vậy liền bước vào, hắn quỳ xuống trước mặt nàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng đang tháo ra thú, cẩn thận xác nhận thuốc đã khô, mới giúp nàng tháo những tấm da thú đó ra. Không còn sự ràng buộc của thuốc và da thú, Úc Nhiên cả người đều nhẹ nhõm, nhưng làn da đã được bôi thuốc lại bị nước thuốc nhuộm hơi xanh, trông rất khó coi. Thương Ấp nhìn vài lần, ngoài làn da bị nước thuốc nhuộm xanh, còn có một vài vết bầm tím do va chạm, làn da của nàng vốn dĩ đã trắng, chỉ cần có một chút vấn đề gì cũng nhìn rõ ràng. Úc Nhiên khó chịu nhìn nước thuốc còn sót lại trên da mình, nói với con cáo lớn bên cạnh, ta muốn tắm. Thương Ấp gật đầu, ta đi chuẩn bị nước ấm. Nói xong đứng dậy ra ngoài, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên hốc cây trên kia, từ trong ôm ra một cái thùng gỗ cao hơn 1 mét, đi đến thác nước nhỏ sau núi Bộ Lạc múc nước. Úc Nhiên đứng dậy đi ra khỏi hốc cây, ngửi thấy mùi thịt thơm phức từ nồi đá, nàng không nhịn được tiến lại gần. Trong cái nồi đá lớn đầy áp một nồi thịt lớn, miếng thịt rất lớn còn nguyên xương, không nhìn ra là thịt của con vật gì. Ít nhất không phải là thịt gia cầm gia súc mà nàng quen thuộc, thế giới này có lẽ cũng không có những con vật đó. Bên trong còn thêm một số rau dại và cây cỏ, nước dùng màu vàng óng, thịt cũng có chút màu hồng, không có màu trắng như nàng dự đoán, trông lạ lùng lại rất ngon miệng. Thương Ấp múc nước về, thấy nàng đang đứng bên cạnh nồi đá nhìn, mở miệng nói, ngươi ăn trước đi, ăn xong rồi tắm. Hắn đặt thùng nước đầy vào hốc cây trên kia, xuống dưới lấy bát đũa của Úc Nhiên. Đó là những thứ hắn làm mới hôm qua, là 2 cái bát gỗ và 1 cái thìa. Đây là ta làm mới hôm qua, nếu không thích ta sẽ làm cái mới, bây giờ cứ tạm dùng đi. Thương Ấp cầm bát thìa có chút lo lắng chú ý đến sự thay đổi sắc mặt của Úc Nhiên. Trong bộ lạc những thú nhân đực có bạn đời thú nhân cái, đều sẽ làm đồ dùng ăn uống cho đối phương, thường thường đều dùng loại gỗ này làm, hắn cũng không biết Úc Nhiên có thích không. Không sợ thú nhân đòi hỏi nhiều, chỉ sợ nàng không thích. Úc Nhiên nhìn cái bát lớn bằng mặt của mình, đáy bát rất sâu, đây là bát cỡ lớn, ước chừng cũng có thể gọi là chậu. Cái thìa cũng không phải kích thước tiêu chuẩn, đều là cỡ lớn. Kích thước lớn không phải là trọng điểm, mà là chất liệu. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn vào bát thìa, ánh nhìn lạnh lùng đó khiến Thương Ấp trong lòng bồn chồn. Úc Nhiên nhìn bát thìa, lần đầu tiên nàng tưởng là gỗ mun, nhìn kỹ lại không phải gỗ mun. Thấy nàng cứ nhìn mà không nói gì, Thương Ấp nhẹ nhàng cúi đầu, trên khuôn mặt lạnh lùng thoáng hiện lên một tia ảm đạm. Vậy ta đi tìm gỗ khác làm. Hắn tưởng nàng không thích, đang định quay người đi tìm gỗ thì Úc Nhiên gọi hắn lại. Tìm cái gì chứ, đợi khi ngươi làm xong ta đã đói chết rồi, cái này khá tốt, ta rất thích. Nghe vậy, ánh mắt ảm đạm lập tức sáng lên, Thương Ấp vui vẻ vẫy vẫy 9 cái đuôi lớn phía sau, hắn bước nhanh đến bên cạnh nồi đá múc thịt cho nàng. Hiện tại đồ ăn chỉ có một nồi thịt này, hắn cũng không chắc khẩu phần ăn của nàng, liền đổ đầy thịt vào 2 cái bát, đặt lên trên cọc gỗ bên cạnh. Cọc gỗ lớn để thức ăn, cọc gỗ nhỏ làm ghế ngồi. Đây là làm bằng gỗ phong đúng không? Nàng ngồi lên cọc gỗ thuận miệng hỏi một câu, từng có một thời gian nàng rất mê những đồ dùng ăn uống bằng gỗ. Không thiếu tiền nàng đã mua rất nhiều đồ dùng ăn uống chất liệu khác nhau, nàng thấy có vẻ như là làm bằng gỗ phong. Thương Ấp gật đầu, làm bằng gỗ phong đỏ, những thú nhân được trong bộ lạc đều dùng loại cây này làm bát cho bạn đời của mình. Hắn cũng làm. Úc Nhiên im lặng một lúc, thản nhiên cười, cảm ơn. Con cáo lớn nhướng mày không vui, không cần nói cảm ơn với ta. Ngươi không cần nói cảm ơn với ta, chăm sóc ngươi là việc ta nên làm. Ta không hiểu sở thích của ngươi, nếu có thể ngươi cứ nói thẳng với ta ngươi thích gì không thích gì, như vậy ta có thể chăm sóc ngươi tốt hơn. Tôi không có sở thích đặc biệt nào cả, cái gì cũng được. Úc Nhiên nói xong, đưa tay cầm lấy thìa múc một miếng thịt, đưa lên miệng thổi nhẹ vài cái rồi bắt đầu thưởng thức. Thức ăn của thú thế, thứ mà các thú nhân vẫn ăn hàng ngày, cô có chút mong đợi. Vượt qua cửa ải về đồ ăn, lúc này thấy cô ăn thịt, Thương Ấp đứng bên cạnh lại cảm thấy căng thẳng. Úc Nhiên ăn không nhanh không chậm, miếng thịt tươi mềm được nhai nhẹ nhàng giữa 2 hàm răng. Thịt rất mềm, vì được hầm cùng xương nên miếng thịt thấm đẫm nước dùng. Ăn vào miệng rất ngon, rau dại và thảo mộc không được cho vào bát, chắc là dùng để nêm nếm. Có mùi vị đặc trưng của thảo mộc, rất tươi mát, chỉ là hơi nhạt một chút. Có thảo mộc nêm nếm, hương vị không đến nỗi vô vị, chỉ là theo khẩu vị của con người thì hơi nhạt. Nhìn chung, hương vị cũng không tệ lắm. Là loại mà cô có thể chấp nhận được, huống chi bây giờ cô đang đói bụng, cô sao có thể kén chọn nhiều như vậy. Thương Ấp nhìn cô ăn với vẻ mặt không chút thay đổi, hoàn toàn không nhìn ra được là thích hay không thích. Nhận thấy ánh mắt có chút căng thẳng của anh,
Úc Nhiên phản ứng lại nói, anh cũng ăn đi. Thương Ấp ngẩn ra, sau đó nói, tôi đợi em ăn xong đã. Thấy thái độ kiên quyết của anh, cô cũng không nói gì thêm. Dạ dày của cô không lớn, một bát gỗ có thể chứa rất nhiều, một bát thịt xuống bụng, cô đã no rồi. Thương Ấp thấy cô đặt thìa xuống liền ngạc nhiên hỏi, ăn no rồi. Úc Nhiên đáp lại một tiếng. Anh cau mày, sao ăn ít vậy? Vậy anh muốn tôi ăn bao nhiêu? Cô hỏi lại, không hiểu, chẳng lẽ những giống cái khác ăn rất nhiều? Thương Ấp nói, giống cái trong bộ lạc có thể ăn mấy bát một bữa, nếu mang thai thì ăn còn nhiều hơn, em mới ăn có chút xíu, ngay cả thú con cũng ăn nhiều hơn em. Anh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhìn kỹ sắc mặt cô hỏi, cơ thể có chỗ nào không thoải mái sao? Úc Nhiên bất đắc dĩ, tôi ăn ít nhưng ăn nhiều bữa, anh hiểu ý tôi không? Không hiểu, anh trả lời rất thẳng thắn. Úc Nhiên im lặng vài giây rồi giải thích, mỗi bữa tôi ăn ít, nhưng một ngày phải ăn nhiều bữa. Nhiều bữa là mấy bữa? Sáng một bữa, trưa một bữa, tối một bữa, một ngày ba bữa không thể thiếu, còn có trái cây và điểm tâm giữa ba bữa. Khi cần thiết trước khi đi ngủ có thể phải ăn thêm một bữa, cái này tùy tình hình, không nhất thiết ngày nào cũng ăn. Thương Ấp nghiêm túc ghi nhớ lời cô nói. Úc Nhiên nhìn vẻ mặt của anh, đáy mắt thoáng hiện ý cười, tuy tôi là do anh cứu về, nhưng anh phải suy nghĩ cho kỹ, tôi rất đỏng đảnh, tính tình cũng không tốt, có thể sẽ đánh nhau với thú nhân khác, anh chắc chắn muốn chăm sóc tôi như giống cái của mình sao? Đôi mắt mang theo ý cười long lanh xinh đẹp, nhìn vào đôi mắt đang mỉm cười của cô, Thương Ấp sững người một chút, trầm giọng nói, tốt lắm, như vậy sẽ không bị thú nhân khác bắt nạt khi tôi ra ngoài. Úc Nhiên khẽ hừ một tiếng, biết đâu cả anh cũng bị đánh. Vậy thì em cứ đánh đi, đánh chết được tôi thì em giỏi lắm. Úc Nhiên, câu này cô không thể tiếp lời, thân thủ của cô dù tốt đến đâu cũng không dám chắc có thể đánh chết một thú nhân có thể phun lửa. Thấy cô không nói gì, khóe miệng Thương Ấp khẽ nhếch lên, nếu em muốn trở về bộ lạc trước đây của mình, tôi có thể đi cùng em, nếu không muốn quay lại nữa, vậy thì hãy sống tốt với tôi trong bộ lạc này. Úc Nhiên thản nhiên chỉnh lại chiếc váy đỏ trên người, nói, trước đây tôi đã nói là tôi không có nơi nào để đi. Nếu thú nhân của bộ lạc này bài xích tôi sẽ rời đi, bên ngoài rộng lớn như vậy, tổng có thể tìm được một nơi để dừng chân. Vừa đến đã bị bài xích như vậy, đặc biệt là giống cái tên Phi Phi kia, cho dù cô có ở lại bộ lạc này, thì những ngày tháng sau này cũng không yên ổn, không biết sau này sẽ gây ra chuyện gì. Thương Ấp nói, nếu bọn họ bài xích em, ép em rời khỏi bộ lạc, tôi sẽ đi cùng em muốn đi đâu tôi cũng đi cùng em. Giọng nói bình tĩnh, từng câu từng chữ đều vô cùng kiên định. Trong lòng Úc Nhiên khẽ rung động, cô rất khao khát được người khác quan tâm, chăm sóc, nhưng lại sợ hãi, bàn tay đặt trên đùi vô thức nắm chặt thành quyền. Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên đầu cô, Thương Ấp dịu dàng nói, tôi không thích nỗi buồn trong mắt em. Dù trước đây em đã trải qua chuyện gì thì cũng đã qua rồi, sau này tôi sẽ ở bên em, sẽ không để em phải trải qua những chuyện buồn đau nữa. Úc Nhiên sững người, cô cười chua xót, ngay cả một con cáo cũng có thể nhìn thấy nỗi buồn trong mắt cô, cuối cùng cũng có người hiểu được nỗi buồn trong mắt cô rồi. Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu, nở một nụ cười với anh, nụ cười ấy như cầu vồng tươi mát sau cơn mưa xua tan mây mù u ám, khiến trái tim Thương Ấp rung động mãnh liệt. Cả người con cáo đều sôi sục, anh cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong cơ thể, đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng. Đã sống cô độc kiêu ngạo bấy lâu nay, lần đầu tiên anh lộ ra vẻ mặt ấm áp như vậy, tuy chỉ là khẽ nhếch khóe miệng, nhưng cũng đủ tiêu hao hết tất cả sự dịu dàng trong lòng anh. Nhìn vẻ mặt hơi lúng túng ngốc nghếch của anh, Úc Nhiên cúi đầu cười rộ lên, xem ra con cáo này hơi ngây thơ trong sáng. Lần đầu tiên, cô cảm thấy sống cũng khá thú vị, bắt đầu một cuộc sống mới ở thú thế này, bắt đầu một cuộc đời mới của cô cũng rất tốt. Úc Nhiên ăn no rồi, Thương Ấp lúc này mới bắt đầu ăn, giống được ăn rất nhiều, thường là một ngày ăn một bữa ăn rất nhiều. Nồi thịt này là anh chuẩn bị cho Úc Nhiên, không ngờ cô chỉ ăn có chút xíu, số còn lại không đủ cho anh no bụng, anh chỉ có thể ăn một ít, chờ đến trưa lại cùng cô ăn tiếp. Sau khi có bạn đời, một số thói quen sinh hoạt của giống được sẽ thay đổi vì bạn đời của mình. Anh có thể điều chỉnh việc ăn uống của mình theo tình hình ăn uống của cô. Thương Ấp ăn hết số thịt còn lại, anh ăn rất nhanh, từng miếng lớn, vừa hào sảng vừa hoang dã, nhìn lại không hề lạc lõng. Úc Nhiên ngồi bên cạnh nhìn anh ăn thịt, đây là lần đầu tiên cô thấy sinh vật nửa người nửa thú ăn, cảm thấy rất mới lạ. Quan trọng hơn là, nhan sắc của người ta rất cao. Thương Ấp rất hưởng thụ ánh mắt của cô luôn đặt trên người mình, anh vội vàng ăn xong thịt, miếng cuối cùng còn chưa nuốt xuống đã đứng dậy đi vào trong hốc cây lấy da thú. Một bộ quần áo làm bằng da thú màu trắng, cùng một miếng da thú dùng để lau người, anh một tay cầm những thứ này, tay kia bế Úc Nhiên nhảy lên hốc cây tầng 2. Úc Nhiên giật mình, theo bản năng ôm chặt cổ anh,
hốc cây phía trên cách mặt đất ít nhất mười mấy mét, tên này vậy mà nhảy lên dễ dàng như vậy. Đợi lát nữa tôi làm cái thang, như vậy em lên xuống cũng tiện hơn. Không sao đâu, đừng sợ, tôi sẽ không làm em ngã đâu. Cảm nhận được sự căng thẳng của cô, Thương Ấp nhẹ nhàng an ủi. Nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, trong lòng Úc Nhiên khẽ động, phản ứng lại, cô hơi xấu hổ buông anh ra. Thương Ấp không chú ý đến vẻ mặt của cô, cẩn thận ngồi xổm xuống đặt cô xuống đất. Úc Nhiên quay đầu bắt đầu quan sát hốc cây này. Khác với hốc cây bên dưới chủ yếu là để ngủ, hốc cây này để rất nhiều đồ, nồi niêu song chảo, giỏ lớn giỏ nhỏ, túi làm bằng da thú, còn có một ít thịt khô treo trên tường. Hốc cây được chia thành hai khu vực, một nửa để đồ, một nửa được lát bằng đá cuội nhẵn bóng, ở giữa ngăn cách bằng một tấm da thú. Khu vực lát đá cuội có đặt một cái thùng gỗ, Úc Nhiên còn nhìn thấy một vài lỗ nhỏ trên đám đá cuội đó, cô ngạc nhiên, chẳng lẽ là lỗ thoát nước. Thương Ấp đặt da thú lên gốc cây bên cạnh thùng gỗ, đưa tay vào trong thùng, lòng bàn tay hiện lên ánh sáng đỏ. Chỉ trong mười mấy giây, nước sạch trong thùng gỗ bắt đầu bốc khói nhẹ nhẹ và trở nên ấm áp. Úc Nhiên đứng bên cạnh nhìn con cáo đang tỉ mỉ chuẩn bị nước tắm cho cô rất hài lòng, đặc biệt là dị năng hệ hỏa. Nếu đặt vào mùa đông thì hoàn toàn là một cái lò sưởi tỏa nhiệt liên tục, nghĩ thôi cũng thấy thoải mái. Em thử xem nhiệt độ nước này được chưa? Thương Ấp rút tay lại hỏi cô. Úc Nhiên lại gần đưa tay thử rồi nói, được rồi. Thương Ấp gật đầu, đi tới đưa tay kéo váy của cô định cởi ra, sắc mặt cô cứng lại, theo phản xạ lùi lại vài bước né tránh. Tay anh dừng lại giữa không trung. Úc Nhiên cau mày nói, anh ra ngoài trước đi, em tự làm được. Dù cô có cảm giác đặc biệt với con cáo này, nhưng vẫn không thể để anh tùy tiện cởi quần áo của mình ra để tắm cho cô. Thương Ấp cúi đầu, vẻ mặt có chút thất vọng, anh đáp một tiếng rồi đi đến cửa hang. Anh không xuống dưới, mà ngồi xếp bằng quay lưng về phía cô ở cửa hang. Úc Nhiên liếc anh một cái, do dự một chút rồi tự mình cởi bỏ chiếc váy trên người, cả người chìm vào trong thùng gỗ. Thùng gỗ nhìn không cao, nhưng dung tích không nhỏ, hoàn toàn có thể để cô ngâm cả người vào trong đó. Ngâm một lúc, cô bắt đầu rửa sạch phần nước thuốc còn sót lại trên người. Nước thuốc đã khô lại trên da để lại vết tích, may mà ngâm nước ấm một lúc, chà nhẹ là sạch. Úc Nhiên rửa rất kỹ, tóc cũng gội qua một lượt, cô cũng không hỏi Thương Ấp có đồ gội đầu không, tóc cô ngoài việc dính một ít đất thì không đến nỗi quá bẩn. Rửa sạch xong, cô bước ra lấy miếng da thú trên thân cây bên cạnh lau người, rồi mặc bộ quần áo làm bằng da thú kia. Da thú lông mịn màu trắng được làm thành một chiếc áo quây ngực và một chiếc váy ngắn. Áo quây ngực là kiểu dây đeo cổ, chỉ che được ngực, váy cũng ngắn chỉ che được mông, một chiếc váy ôm sát gợi cảm. Úc Nhiên nhìn bộ quần áo trên người, im lặng vài giây, kiểu dáng này cô cũng không thấy ngượng ngùng. Kín đáo hơn cả bikini nhiều, chỉ là da thịt hở ra hơi nhiều, cô lo lắng là trong rừng nguyên sinh liệu có bị côn trùng cắn không. Kích thước thì rất vừa vặn. Quần áo thì đã có, nhưng cảm giác lạnh lẽo ở phía dưới váy khiến cô rất khó chịu. Váy ngắn như vậy thì chỉ cần một phút cũng có thể bị lộ hàng. Cô có chút tiếc nuối nhìn sang bộ quần áo mình mặc trước đây, không phải rách nát thì cũng là bẩn, hoàn toàn không thể mặc được nữa. Cô khẽ thở dài một hơi. Xác nhận cô đã mặc xong quần áo, Thương Ấp quay đầu lại, thấy cô nhìn bộ quần áo mình vừa thay ra mà thở dài, anh lập tức hiểu ra. Váy rách tôi sẽ khâu lại cho em, trước đây tôi đã sưu tầm rất nhiều da thú đẹp, có thể làm cho em rất nhiều quần áo. Úc Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói, có loại da thú nào mỏng hơn một chút không? Em muốn làm, cái này, giống như thế này. Cô giơ tay ra vẽ hình dạng của nội y, đại khái là như vậy. Thương Ấp nhìn một cái rồi nhớ được hình dạng đó, việc làm rất đơn giản. Anh đứng dậy đi tới, đổ nước trong thùng xuống những lỗ thoát nước trên mặt đất. Úc Nhiên tò mò đứng bên cạnh anh xem, mở miệng hỏi, đổ nước như vậy sẽ không bị thấm xuống hốc cây bên dưới chứ? Thương Ấp, không sao, tôi đã đào một đường hầm, nước sẽ chảy thẳng xuống gốc cây. Úc Nhiên không khỏi cảm thán tiện lợi biết bao. Thương Ấp dọn dẹp xong, đi tới bế cô, muốn đưa cô xuống dưới, vì cảm thấy lạnh lẽo ở dưới váy nên cô theo phản xạ lui lại. Thấy cô lại phòng bị như vậy, sắc mặt anh lập tức trở nên âm trầm vô cùng. Em có thể phòng bị bất kỳ một giống được nào, nhưng không thể phòng bị tôi như vậy. Thương Ấp lạnh giọng nói, trực tiếp bế ngang cô nhảy xuống dưới. Úc Nhiên vội vàng che mông mình lại, anh có thể dịu dàng hơn một chút được không? May mà xung quanh không có thú nhân nào, không thì đã bị nhìn thấy hết rồi. Thương Ấp nhẹ nhàng đặt cô xuống thân cây, thấy cô khép chặt hai chân, vẻ mặt dè dặt. Anh cau mày nói, nếu em không muốn, tôi sẽ không ép em kết đôi với tôi. Dù có kết đôi thì cũng cần có nền tảng tình cảm, họ mới bắt đầu sống chung, cần thời gian để vun đắp tình cảm. Úc Nhiên quay đầu nhìn sang bên cạnh, bất lực nói, em không phải đang phòng bị anh, mà là mặc như thế này hơi lúng túng, em cần nội y, em không thích để người khác nhìn thấy cơ thể mình.
Câu nói này đến tai con cáo lớn chính là: cơ thể em cho anh thấy thì không sao, nhưng em không thích bị những giống đực khác nhìn thấy. Trong lòng con cáo lớn lập tức nóng lên ngã. Anh vội vàng chạy vào trong hốc cây chọn một số da thú mỏng hơn và cả răng nanh của thú dữ dùng để cắt da thú. Anh ngồi xếp bằng trên bãi cỏ bên cạnh Úc Nhiên, liếc mắt một cái là xác định được số đo của cô. Bộ quần áo cô đang mặc cũng là anh làm gấp trong ngày hôm qua, cô mặc rất vừa vặn, anh càng tự tin hơn vào khả năng đo đạc số đo của mình. Thương ấp đã bắt đầu xử lý một miếng da thú chân chu màu xám. Úc Nhiên nhìn miếng da màu xám không đến nỗi khó coi kia hỏi, cái này trông giống da cá. Thương ấp, là da cá của cá nước lớn, da cá của nó rất dai, thích hợp làm quần áo, nhưng mà kích thước không lớn lắm. Da thu được cũng không lớn, làm được hơn một bộ quần áo, chỉ có thể làm một số thứ nhỏ. Một miếng da cá làm một chiếc nội y hoàn toàn đủ. Úc Nhiên đáp lại một tiếng, bắt đầu xem xét đống da thú còn lại. Những miếng da thú chân chu trở thành mục tiêu lựa chọn chính. Da thú không có lông mặc sẽ không quá nóng bức. Thương ấp cắt xong da thú bắt đầu khâu, không có kim chỉ tinh tế ở thú thế. Thú nhân đều dùng cách cắt da thú thành những sợi nhỏ, đục vài lỗ trên quần áo, xỏ da thú qua để làm dây buộc. Da thú khá chắc chắn, chỉ cần không kéo mạnh thì cơ bản là chịu được. Làm nội y, Thương ấp cũng dùng cách làm quen thuộc, chỉ là những sợi da thú buộc lại dùng da thú có màu sắc rực rỡ. Úc Nhiên nhìn lặng lẽ, nói thật thì buộc khá chắc chắn, cũng khá đẹp, kiểu dáng này thậm chí còn có thể mặc ra ngoài được nữa. Dù sao cũng không đến nỗi để lộ hết, cô không hề ghét bỏ, ngược lại còn thấy con cáo lớn này rất chính trực, rất chu đáo. Nhìn càng thấy càng ưng ý. Cô muốn tự mình thử làm nội y, cúi người xuống định lấy chiếc răng nanh hình tam giác cỡ bằng bàn tay mà Thương ấp để bên cạnh. Tay cô còn chưa chạm vào chiếc răng lớn đó thì đã bị Thương ấp nắm lấy. Rất sắc, đừng chạm vào, anh nghiêm túc nói. Tôi không quan tâm trước đây em sống ở bộ lạc nào, ở bộ lạc chúng ta đều là giống được làm quần áo cho giống cái. Úc Nhiên cau mày, vậy thì em không cần làm gì cả sao? Ngoài ăn ngon, uống ngon, vui chơi em còn muốn làm gì nữa? Anh hỏi lại một câu. Giống cái chính là ăn ngon, uống ngon, nuôi dưỡng cơ thể tốt để sinh sản, những việc khác đều do giống được làm. Thương ấp nói khá là kín đáo, không đề cập đến chuyện sinh sản, anh không mấy nhiệt tình với việc có con hay không, có hay không cũng không sao. Úc Nhiên do dự một chút, vậy thì, nhập gia tùy tục vậy. Cô liền đưa những miếng da thú mình đã chọn cho Thương ấp, sau đó ngồi bên cạnh xem anh làm. Em mặc một cái, anh đừng nhìn, được, cô lấy một cái định mặc vào, thân thể vừa đứng dậy thì cảm thấy dưới một dòng máu ấm áp. Những giọt máu đỏ rực trực tiếp rơi xuống thân cây, cả người Úc Nhiên cứng đờ. Thương ấp rất nhạy bén ngửi thấy mùi máu, quay đầu nhìn lại, thấy những giọt máu trên thân cây, đồng tử anh co lại, vẻ mặt trở nên kỳ lạ. Úc Nhiên cau mày, rất lúng túng, bây giờ ngồi cũng không được, mặc nội y cũng không được. Cái đó, thường thường gặp trường hợp như vậy, giống cái ở bộ lạc các anh làm thế nào? Cô nhẹ giọng hỏi. Giọng Thương ấp khàn khàn, chậm rãi đáp, giống cái. Đều đi tìm giống được mình thích, giống cái, dễ mang thai khi. Úc Nhiên giật giật khóe miệng, cô nhận thấy cảm xúc đang dâng trào trong mắt con cáo lớn. Cô vội vàng nói, cái này của em không phải, không thể tùy tiện, không thì sẽ làm tổn thương cơ thể, dễ bị bệnh. Sau này cũng không sinh được con nữa. Thương ấp sửng sốt, anh lập tức buông miếng da thú trên tay xuống, lo lắng hỏi, vậy em có chỗ nào khó chịu không? Có cần tôi đi tìm pháp sư không? Úc Nhiên, không cần tìm pháp sư, nếu được thì anh giúp em tìm một ít bông đi. Thương ấp lập tức biến thành hình thú rồi chạy đi, chạy được vài bước thì nghĩ đến điều gì đó liền quay lại, anh biến thành hình người bế Úc Nhiên vào tổ cỏ. Úc Nhiên hơi dãy ruộng, sẽ làm bẩn tổ cỏ mất. Bẩn thì thay, tôi sẽ giặt, nhà có nhiều da thú lắm. Nếu em ở bên ngoài thì những giống đực khác sẽ phát hiện ra em bị chảy máu, chúng sẽ coi em là để theo đuổi em, để em sinh con cho chúng, tôi không cho phép. Thương ấp ấn chặt người cô lại, không cho cô đứng dậy, giọng nói cứng rắn nói. Rồi lại khẳng định một lần nữa, cái này của em, thật sự không phải. Úc Nhiên không có sức mạnh để dãy ruộng, cuối cùng đành chịu thua nằm xuống tổ cỏ. Không phải, giống cái của chủng tộc chúng ta mỗi tháng đều có vài ngày như vậy, sau đó mới là thời điểm dễ thụ thai hơn, chủng tộc khác nhau. Một số tình huống cũng không giống nhau. Nhìn cô bình tĩnh nói, quả thật không có chút dấu hiệu nào của, Thương ấp tin tưởng. Trước khi tôi về thì ngoan ngoãn ở trong tổ, đừng ra ngoài. Nhận được câu trả lời chắc chắn của cô, anh mới biến thành hình thú nhanh chóng chạy đi tìm bông. Những giống cái trong bộ lạc sử dụng bông đều là sau khi sinh nở, vì sinh con xong sẽ chảy máu, lượng máu đó nhiều hơn, nên sẽ dùng bông. Anh căn bản không nghĩ nhiều đến thứ bông này. Bông ngoài việc giống cái sử dụng sau khi sinh nở, còn được dùng để lót tổ. Khi Thương ấp đến nhà tộc trưởng lấy bông thì mọi người không hề nghi ngờ gì, cứ tưởng là Úc Nhiên muốn bông để làm tổ. Mang về một gói bông nhỏ,
Úc Nhiên đứng dậy có chút nóng lòng kiểm tra. Nhìn thấy bên trong toàn là bông dính lá cây, mùn cưa, tâm trạng cô có chút sụp đổ. Đây là bông mang về từ vùng Nam trước đây, bông ở đó là loại bông to nhất. Thương ấp vừa nói vừa dọn dẹp, anh lấy bông sạch ra khỏi lá, để sang một bên, khi số lượng đủ rồi thì bắt đầu liên tục giã bông, cho đến khi giã ra được những miếng bông dài. Úc Nhiên cau mày, hình dạng thì đã có, khả năng thấm hút chắc không thành vấn đề, nhưng khả năng chống thấm. Em cần khoảng vài miếng, khá dày, tốt nhất là có thể chống thấm. Thương ấp, tôi lập tức đi làm, nói xong liền đứng dậy đến giỏ ở góc phòng chọn những miếng da thú phù hợp. Có kinh nghiệm làm nội y trước đó, lúc này anh rất nhanh chóng làm xong vài miếng, khá dày. Tốn khá nhiều thời gian, chiếc váy da thú trên người Úc Nhiên đã bị máu nhuộm đỏ. Vì thế, con cáo lớn lại bế thùng gỗ đi lấy nước, đun nóng, cho cô tắm rửa. Nội y làm bằng da thú, băng vệ sinh tự chế bằng bông, vừa mặc vào, Úc Nhiên lập tức mở ra cánh cửa của thế giới mới. Cảm giác đó, khó diễn tả sự khó chịu. Nhìn cô đứng trên mặt đất, vẻ mặt khó chịu, Thương ấp trong lòng rất lo lắng. Thôi được rồi, cứ như vậy đi. Cô bất lực thở dài một hơi, có cái lót còn hơn là không có gì, chỉ cần một phút là bị dò dỉ. Nếu chỗ nào không vừa vặn tôi sẽ làm lại. Thương ấp cho rằng nội y không vừa vặn nên có chút lo lắng nói. Úc Nhiên lắc đầu, rất tốt, không cần làm lại, là do cô quá kén chọn. Nhưng băng vệ sinh tự chế bằng bông thì sao cũng không thể sánh bằng băng vệ sinh đúng nghĩa. Thở dài, không ngờ cô cũng có ngày phải lo lắng về băng vệ sinh ở trong rừng nguyên sinh. Thương ấp do dự một chút rồi nói, vậy, tôi đưa em đi dạo ngoài kia nhé. Mắt Úc Nhiên sáng lên, muốn đi. Nhìn thấy tâm trạng vui vẻ của cô, Thương ấp trong lòng cũng vui mừng, anh biến thành hình thú rồi đưa Úc Nhiên đi. Cưỡi trên lưng con cáo lớn, cả người Úc Nhiên đều lâng lâng, cưỡi cáo cũng được đấy chứ, sống bao nhiêu năm nay lần đầu tiên cưỡi cáo. Cô ngồi kiểu quỳ trên lưng cáo, Thương ấp bước đi ung dung chậm rãi. Chiếc váy da thú màu trắng trước đây bị máu kinh nhuộm đỏ, Thương ấp lại lấy cho cô một bộ quần áo khác, vẫn là kiểu áo quây ngực và váy bó sát, màu trắng xám. Những thú nhân trong bộ lạc từ xa đã cảm nhận được hơi thở của Thương ấp, đều tự giác lùi lại không dám chắn đường. Họ nhìn Úc Nhiên trên lưng cáo, làn da mịn màng như tuyết của cô dưới ánh nắng càng thêm trắng trẻo. Kết hợp với bộ quần áo làm bằng da thú màu trắng xám, so với chiếc váy đỏ quyến rũ ngày hôm qua, hôm nay cô càng thêm phần hoang dã. Đẹp thì đẹp, nhưng mọi người cũng không bỏ qua những vết tím bầm trên làn da trắng nõn của cô. Những vết bầm tím đó rất rõ ràng. Rốt cuộc là làm sao mà bị những vết bầm tím đó thì đáng để mọi người suy đoán. Cũng không ít thú nhân nghi ngờ Úc Nhiên có phải là trốn thoát từ tay những thú nhân lang thang không. Cho đến khi ra khỏi bộ lạc, Úc Nhiên vẫn không thấy giống cái tên Phi Phi kia đến gây sự. Cô hơi tiếc nuối. Thương ấp thong thả bước đi trong rừng lớn. Trong rừng nguyên sinh có rất nhiều hoa cỏ mà Úc Nhiên chưa từng thấy. Cô luôn trong trạng thái tò mò chiêm ngưỡng. Trên đường đi, Thương ấp mở miệng hỏi cô, trưa nay em muốn ăn gì? Chúng ta ăn ở bên ngoài nhé. Úc Nhiên đáp lại một tiếng, có gì ngon em đều muốn ăn. Phía trước có sông, tôi bắt cá cho em ăn. Được, cô nghĩ đến điều gì đó, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tai cáo. Em tên là Úc Nhiên. Tên của mình còn chưa nói cho anh ấy biết. Thân thể Thương ấp cứng đờ một chút, rồi tiếp tục đi về phía trước. Anh khẽ nói, tên rất hay. Úc Nhiên nở nụ cười rạng rỡ. Thương ấp đi chậm, họ đến bờ sông mất một chút thời gian. Dòng sông trong vắt chảy róc rách, dòng sông hơi chảy xiết. Úc Nhiên xuống khỏi lưng cáo, lại gần bờ sông nhìn một chút, rồi bị Thương ấp kéo lại. Sông không sâu, nhưng dòng chảy mạnh, ngã xuống sẽ không đứng vững được. Biết rồi, Úc Nhiên đáp lại một tiếng. Thấy cô ngoan ngoãn như vậy, vẻ mặt lạnh lùng của Thương ấp không khỏi trở nên dịu dàng hơn. Anh nắm tay cô tìm một chỗ nghỉ ngơi bên bờ sông. Cách bờ sông chừng mười mấy mét có một số thân cây lớn nhỏ khác nhau. Úc Nhiên phát hiện thú nhân rất thích dùng thân cây lớn làm bàn, thân cây nhỏ làm ghế. Thương ấp trực tiếp bế cô lên đặt cô ngồi lên thân cây lớn. Úc Nhiên sửng sốt, cái này không phải để đồ ăn sao? Em có thể ngồi, tại sao? Tôi muốn em ngồi, không ai dám nói không. Thân cây nhỏ hơi thấp, em ngồi sẽ dễ bị nhìn thấy dưới váy. Thương ấp nhìn cô nhẹ giọng nói. Trong lòng Úc Nhiên ấm áp, không nhịn được đưa tay ra, không sợ chết mà véo véo tai cáo của anh, cảm giác rất tốt. Ánh mắt Thương ấp tràn ngập sự cưng chiều, để mặc tay cô tự do trên đầu mình. Anh đưa tay vuốt lại mái tóc dài như thác nước của cô. Kiểu tóc xoăn này lại còn có màu tím xám, rất đẹp. Anh nhắc nhở, em ngoan ngoãn ngồi ở đây, tôi đi bắt cá cho em. Nếu em muốn đi dạo xung quanh chỉ có thể ở khu vực bờ sông này thôi, đừng tự mình chạy vào trong rừng, sẽ có thú dữ. Úc Nhiên nhìn xung quanh, gật đầu. Thương ấp mới đi đến sông bắt cá. Khi thân thể anh lao xuống sông thì cơn gió nhẹ thổi bay váy da thú của anh, khiến Úc Nhiên nhìn rõ ràng phần mông gợi cảm của anh. Úc Nhiên,
váy da thú không mặc gì bên trong quả thật là mặc cho có lệ. Thương ấp vào vùng nước sâu để bắt cá, không biết bắt cá mất bao lâu, Úc Nhiên ngồi không yên liền đứng dậy đi dạo xung quanh. Bờ sông rộng chừng 2-30 mét, nước không sâu nhưng dòng chảy khá mạnh, ở vùng nước nông vẫn có thể nhìn thấy những con cá bơi nhanh trong nước, kích thước cũng không nhỏ. Bên kia sông có khá nhiều thú nhân đang chơi đùa, có người bắt cá, có người nướng cá, thú nhân chơi đùa không ít, ngược lại bên này chỉ có cô và Thương ấp. Cô đi đến bụi cây bên cạnh xem xét, trước đây từng tham gia sinh tồn ngoài trời, nên nhận ra một số thứ, nhưng thế giới này không phải thế giới cô từng sống, nhiều thứ không nhất thiết hữu dụng. Nhìn đến đâu, cô cũng thấy nhiều loại thực vật rất xa lạ, nhìn một lúc lâu, khi nhìn thấy vài cây bạc hà quen thuộc, sắc mặt Úc Nhiên vui vẻ hẳn lên, bạc hà là một thứ tốt. Cô lập tức quỳ xuống, dùng hòn đá sắc nhọn đào chúng lên cả rễ lẫn đất, lát nữa bảo Thương ấp tìm một cái bình để trồng. Cô vui vẻ cầm bạc hà đi về phía bờ sông, vừa đi vừa hái một lá cho vào miệng nhai, lập tức trong miệng mát lạnh, thơm phức. Ở thú thế không có bàn chải đánh răng, kem đánh răng, cô nghĩ ra cách duy nhất là dùng bạc hà để làm sạch khoang miệng. Vừa đi đến bờ sông, phía sau vang lên tiếng chạy hỗn độn, cô theo bản năng quay đầu nhìn lại, một đám thú con chạy vội về phía bờ sông. Vì không phải chạy về phía cô đang đứng, không phải chạy về phía cô, nên cô đứng tại chỗ, tò mò nhìn. Nhìn kỹ lại, thì ra là một đám thú con đang đuổi theo một con thú con khác. Con sói trắng chạy ở phía trước, chưa chạy đến bờ sông thì đã bị vài con sói trắng to hơn một chút chặn lại. Chúng bao vây nó lại, bắt đầu hành động cắn xé, kéo lê, ném đánh tàn bạo. Con sói trắng có kích thước không bằng chúng, nó dương nanh múa vuốt, tức giận muốn phản kháng, nhưng mỗi lần đều bị áp chế, hoàn toàn không thể chống cự lại. Úc Nhiên mặt không biểu cảm nhìn, trong lòng khó chịu, hóa ra thú con cũng có bắt nạt nhau. Hầu hết những kẻ gây ra bạo lực đều là sói trắng, còn có một vài con thú con của các chủng tộc khác. Nhiều người bắt nạt kẻ yếu, thù hận gì chứ? Vì không biết lý do chúng đánh nhau, Úc Nhiên không muốn xen vào, hơn nữa cô cũng không có khả năng cùng lúc đánh nhau với rất nhiều thú con cao khoảng 1 mét. Đối với thú nhân, kích thước này là thú con, nhưng đối với cô, đó là sức chiến đấu không thể chống lại. Cô chỉ đứng ở bên cạnh xem, con sói trắng bị bắt nạt khắp người đều là thương tích, máu me be bét, khí thế khá hung dữ. Nhưng có thể thấy những con thú con gây ra bạo lực không hề ra tay tàn nhẫn, không phải muốn giết chết nó, mà chỉ là bắt nạt đơn thuần. Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của hệ thống, chủ nhân, phát hiện những con sói trắng không có cha mẹ, có thể xem chúng là mục tiêu thú con để vun đắp tình cảm. Hệ thống im lặng lâu như vậy, đột nhiên lên tiếng, khiến Úc Nhiên khẽ nhớn mày, những con sói trắng này đều là cùng một lứa sao. Hệ thống, đúng vậy, chủ nhân có thể tiếp xúc với chúng, vun đắp tình cảm, khi độ thiện cảm đạt đến mức có thể ràng buộc, hệ thống sẽ tự động tiến hành ràng buộc. Úc Nhiên khẽ hừ một tiếng, vun đắp tình cảm với một đám nhóc con, còn không bằng vun đắp tình cảm với con cáo lớn kia, ít nhất người ta cũng có vẻ ngoài đẹp trai, năng lực mạnh mẽ. Hệ thống, chủ nhân, không thể nói như vậy được, hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được những vật tư mà thế giới này không có. Những thứ khác không nói, thế giới này chắc chắn không có băng vệ sinh thoải mái phải không, cần thiết phải hạ thấp thân phận và tính khí của mình, thú con cũng rất đáng yêu, chỉ cần tiếp xúc một chút thôi mà, hệ thống hết lời khuyên bảo. Nghe đến băng vệ sinh, trong lòng Úc Nhiên chỉ muốn chửi người. Được rồi, vì băng vệ sinh, cô trong lòng vẫn hơi chịu thua một chút. Chỉ là nhìn thấy chúng vừa cắn, vừa gặm, gầm gừ dữ tợn, cô thực sự không yêu thích nổi. Sao không thể có vài con thú con mềm mại đáng yêu ngoan ngoãn chứ? Cô cũng có thể ép mình xem chúng như thú cưng, nhưng đám thú con trước mắt cô hoàn toàn không hứng thú. Việc đánh nhau ầm ĩ của thú con kéo dài một lúc, một con sói trắng to lớn hơn cắn con sói trắng kia rồi ném thẳng nó xuống sông, sau đó một đám thú con oai phong lẫng lạn rời đi. Dòng sông chảy xiết khiến Lý Hách không khỏi bị sặc vài ngụm nước. Lý Hách có ý chí sinh tồn mạnh mẽ, dùng sức lực yếu ớt bám vào bờ sông. Nó chỉ có thể dùng móng vuốt của mình bám vào bờ sông để giữ vững thân thể không bị dòng nước cuốn trôi, toàn thân đã không còn đủ sức lực để trèo lên bờ. Nó không cam tâm, nó không muốn chết, trong đôi mắt đen láy đó tràn đầy hận thù, nó theo bản năng ngẩng đầu nhìn Úc Nhiên, bốn mắt nhìn nhau, Úc Nhiên hiểu được những cảm xúc trong mắt nó. Mất đi cha mẹ, bị những anh em cùng loài bắt nạt, nhỏ bé, bất lực nhưng lại không cam tâm. Cô im lặng một lúc, bước đến, quỳ xuống kéo nó lên từ dòng sông. Thân thể nó chỉ dài khoảng hơn nửa mét, lông ướt đẫm dính sát vào người, cô thậm chí có thể nhìn thấy thân thể gầy yếu của nó dưới lớp lông, có thể thấy nó không được ăn no. Không có cha mẹ chăm sóc, bị anh em bắt nạt, ăn ngon mới là lạ. Lý Hách nằm sấp trên bờ sông, nó nhìn chằm chằm vào cái móng vuốt bị Úc Nhiên nắm lấy, trên đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của cô. Nó bị những con thú con khác bắt nạt nhiều lần như vậy, dù mọi người đều nhìn thấy,
cũng không có ai đứng ra giúp nó. Những giống cái nhìn thấy nó vô dụng như vậy thì ngay cả liếc nhìn cũng không thèm, thậm chí còn để thú con của mình bắt nạt nó. Giống cái mới đến này lại giúp nó. Lý Hách khắp người đều là vết thương, cả con sói kiệt sức nằm sấp trên mặt đất thở hổn hển. Úc Nhiên đứng dậy nhìn nó, do dự có nên bảo Thương Ấp đưa nó đến chỗ pháp sư không, bên tai lại vang lên giọng nói của hệ thống. Chủ nhân, tiếp tục cố gắng, độ thiện cảm của sói trắng đối với chủ nhân đã tăng lên. Úc Nhiên, vậy thì vì băng vệ sinh mà tiếp tục cố gắng. Cô định đi xem xét vết thương trên người nó, Lý Hách cảnh giác nhìn bàn tay đang đưa ra của cô, thân thể dịch sang bên cạnh. Thấy nó phản đối việc cô chạm vào nó như vậy, Úc Nhiên cũng không ép buộc. Phía sau vang lên tiếng bước chân, giống cái tên Phi Phi cùng với vài giống được đi về phía này. Nhìn Phi Phi quay đầu tìm kiếm khắp nơi thì có vẻ là đến tìm Thương Ấp. Phi Phi tìm một vòng không thấy Thương Ấp, cô ta bước nhanh đến trước mặt Úc Nhiên, mở miệng chất vấn, Thương Ấp đâu? Úc Nhiên lạnh lùng liếc cô ta một cái không để ý tới. Tôi đang hỏi cô đấy, thái độ của cô là sao? Phi Phi tức giận. Tôi phải trả lời khi cô hỏi sao? Tại sao chứ? Úc Nhiên mặt không biểu cảm hỏi lại. Phi Phi, đây là bộ lạc Á Vĩ Tú, là bộ lạc của chúng tôi. Cô là giống cái ngoại lai, vênh váo gì chứ? Về vấn đề này, Úc Nhiên khó có thể phản bác. Nhưng, Thương Ấp cho phép tôi vênh váo như vậy, cô có ý kiến thì đi tìm anh ấy đi. Úc Nhiên nhìn cô ta, khóe miệng khẽ cong lên. Mặt Phi Phi tái nhợt, tức giận đến run lên. Người khác càng coi trọng cái gì thì dùng cái đó để tấn công. Thương Ấp thích cô thì thôi đi, nhưng lại là cô tự mình tưởng tượng. Bị đâm trúng nỗi đau thì làm sao mà không tức giận được. Phi Phi, đừng giận, đã qua một đêm rồi mà họ vẫn chưa kết đôi. Chắc chắn là con giống cái này không được. Bây giờ chỉ sống trong hang của Thương Ấp thôi, họ sẽ không kết đôi đâu. Vài giống được đang theo đuổi Phi Phi bên cạnh lên tiếng an ủi. Đúng vậy, thân thể yếu ớt như vậy nhìn một cái là biết không thể sinh sản. Giống cái như vậy có tác dụng gì chứ? Sao cô ta có thể so với Phi Phi được? Phi Phi đừng giận, Thương Ấp không phải là kẻ ngốc, rồi sẽ có một ngày anh ấy phát hiện ra cô là tốt nhất. Bây giờ anh ấy chỉ bị vẻ đẹp của con giống cái này mê hoặc thôi. Úc Nhiên bất lực, chó săn ở khắp mọi nơi, thú thế cũng không ít. Nói những lời không thân thiện như vậy với giống cái, cũng đáng đời các anh đến bây giờ vẫn còn độc thân không có con cái. Nếu Phi Phi thích các anh thì đã kết đôi với các anh từ lâu rồi, chẳng qua là cô ấy lợi dụng các anh làm việc thôi. Cô chế nhạo hai giống đực kia một câu. Sắc mặt hai giống đực thay đổi. Phi Phi thấy vậy, vội vàng lên tiếng mắng. Cô nói bậy bạ gì vậy? Là giống cái thì có quyền lựa chọn bạn đời của mình. Bạn đời không mạnh mẽ thì không đủ tư cách có bạn đời. Úc Nhiên hiểu ra, vậy thì hai người này trong mắt cô là thuộc về giống đực mạnh mẽ sao? Hai giống đực lập tức mong đợi nhìn về phía Phi Phi. Phi Phi nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô nói. Cô đừng đổi chủ đề. Nếu cô không có vấn đề thì tại sao cô không kết đôi với Thương Ấp? Trên người cô tại sao không có dấu ấn của anh ấy? Lý Hách là thú con vô dụng nhất trong bộ lạc chúng ta. Nó sống cũng là thừa, chết cũng là chết. Cô lại cứu nó, chắc chắn là cô không thể sinh con, nên mới muốn nhận nuôi thú con khác. Cô ta chuyển đổi chủ đề, nhắm mục tiêu vào Lý Hách đang nằm trên mặt đất, hoàn toàn phớt lờ cuộc tranh cãi của họ. Lời này nói quá có lý, Úc Nhiên khó mà phản bác. Cô cúi đầu nhìn Lý Hách đang âm thầm dâng lên nỗi buồn trong mắt, ngẩng đầu nói với Phi Phi. Trong môi trường kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu thì cần giống được trở nên mạnh mẽ. Nhưng không có nghĩa là kẻ yếu thì không có khả năng sinh tồn. Nó chỉ còn nhỏ, chưa ăn no. Một khi nó lớn lên, trở nên mạnh mẽ thì nó sẽ rất xuất sắc. Không ai có thể quyết định sống chết của nó. Dù nó yếu ớt vô dụng thì cũng nên chết trong cuộc chiến đấu với thú dữ, chứ không phải bị các người bắt nạt đến chết. Kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu là một chuyện, thú nhân cố ý hãm hại lại là chuyện khác. Trong lòng Úc Nhiên đây là hai chuyện khác nhau. Những lời nói chính nghĩa này khiến thú nhân có mặt đều rất kinh ngạc, kể cả Thương Ấp đang bế cá từ vùng nước sâu lên bờ. Lý Hách càng xúc động hơn vì lời nói của cô. Hệ thống, chúc mừng chủ nhân đã thành công thu phục thú con đầu tiên, chúc mừng chủ nhân đã có con nuôi. Độ thiện cảm của Lý Hách đối với chủ nhân tăng lên 60%, tự động ràng buộc thành thú con của chủ nhân. Chức năng nhiệm vụ bắt đầu kích hoạt. Không gian hệ thống bắt đầu kích hoạt. Cửa hàng hệ thống bắt đầu kích hoạt. Nghe lời hệ thống, trong lòng Úc Nhiên phấn khích. Không ngờ hệ thống còn có nhiều chức năng như vậy. Không nói đến không gian hệ thống và cửa hàng hệ thống cũng đủ hấp dẫn cô rồi. Nhiệm vụ ban đầu khởi động. Cho Lý Hách ăn lần đầu tiên, phần thưởng là một bộ băng vệ sinh. Chăm sóc Lý Hách lần đầu tiên, phần thưởng là một bộ đồ dùng tắm rửa. Vun đắp tình cảm với Lý Hách lần đầu tiên, phần thưởng là một phần thức ăn ngẫu nhiên. Sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ trên, phần thưởng là quay thưởng tích điểm một lần. Tích điểm có thể dùng để mua sắm tại cửa hàng hệ thống. Trong những phần thưởng đó, Úc Nhiên chỉ nghĩ đến băng vệ sinh, đây là thứ cô cần nhất hiện tại. Đúng lúc đến giờ ăn,
có thể nhân cơ hội cho con sói con ăn chút thức ăn, hoàn toàn dễ dàng hoàn thành. Nhận thấy Thương Ấp lên bờ, Úc Nhiên không muốn nói nhiều với Phi Phi, liếc mắt nói, Thương Ấp đến rồi, có việc thì tìm anh ấy đi. Nói xong liền quỳ xuống kiểm tra vết thương của Lý Hách. Nghe vậy, Phi Phi lập tức nở nụ cười, thu lại thái độ kiêu căng ngạo mạn trước đó, thay vào đó là vẻ đáng yêu, điệu đà. Cô ta đi về phía Thương Ấp, Thương Ấp không thèm nhìn cô ta, trực tiếp bước lớn đi qua, đến bên Úc Nhiên, anh hỏi Úc Nhiên, cá muốn ăn như thế nào? Úc Nhiên ngẩng đầu nhìn con cá lớn trên vai anh, trước đây không để ý lắm, lúc này nhìn một cái thì giật mình, dài đến hơn 1 mét, là một con cá vược rất béo. Cá vược to như vậy cô cũng là lần đầu tiên thấy. Hấp thôi, cô suy nghĩ một chút rồi nói, thế giới hạn chế gia vị, chắc là hấp là cách làm dễ nhất. Cả con hấp luôn sao? Thương Ấp xác nhận. Úc Nhiên không hiểu, không thì sao, còn cách nào ngon hơn không? Anh nhìn quanh một vòng rồi nói, tôi đi xem xung quanh có tìm được loại gia vị nào không. Nhìn thấy anh toàn thân ướt sũng, nước nhỏ xuống những cơ bắp hấp dẫn của anh chậm rãi chảy xuống, chiếc váy da thú ở háng vì thấm nước mà dính sát vào da. Quan trọng hơn là bây giờ cô đang quỳ xuống, anh đứng bên cạnh cô, từ góc nhìn của cô ngẩng đầu nhìn lên, phong cảnh bên dưới váy da thú rất đẹp mắt. Đối với phong cảnh hay con người đẹp, Úc Nhiên đều rất hào phóng thưởng thức, nhưng phong cảnh đẹp mắt này không tiện để ngắm nhìn một cách hào phóng, cô vẫn phải giữ phép lịch sự. Cô khẽ ho một tiếng, cúi đầu rời tầm mắt đi. Thương Ấp đương nhiên nhận thấy ánh mắt đang đặt trên người mình, anh cúi đầu thuận thế nhìn xuống, thấy chiếc váy da thú ướt sũng trên người mình. Cho rằng cô không thích anh ướt sũng như vậy, lập tức phóng thích năng lượng, ánh sáng đỏ trên người bừng lên, những giọt nước nhanh chóng bị bốc hơi, thân thể trở nên khô ráo. Thương Ấp trực tiếp tát cho con cá vược đang dãy dụa choáng váng, ném xuống bên cạnh Úc Nhiên, rồi đi đến khu rừng bên cạnh tìm gia vị. Thấy mình bị phớt lờ triệt để như vậy, Phi Phi tức giận đến độ dậm chân, cô ta hung dữ liếc mắt nhìn Úc Nhiên, không cam tâm mà đuổi theo Thương Ấp. Thương Ấp, Thương Ấp. Hai giống được chó săn phía sau cẩn thận bảo vệ cô ta, Phi Phi chạy chậm thôi, đừng ngã. Úc Nhiên bất lực lật mắt, có chút khó chịu nói với Lý Hách đang mặt không biểu cảm, vẻ mặt thờ ơ. Là những giống được trong bộ lạc của các người đều ngốc thế này, hay là những giống được đều ngốc thế này? Lý Hách nhìn chằm chằm vào không trung vài giây, giọng nói lạnh lùng của thiếu niên vang lên, có gì khác biệt sao? Úc Nhiên sững sờ, rồi cười khúc khích. Còn em thì sao? Em có ngốc không? Lý Hách, có lẽ việc nó sống sót như vậy là một việc ngu ngốc nhất. Trước đây em cũng bị bắt nạt, trong lòng rất khó chịu, rất không cam tâm. Nhưng việc đã xảy ra như vậy thì tạm thời em không thể thay đổi. Chỉ có thể nỗ lực trở nên mạnh mẽ, đợi đến khi có năng lực rồi thì sẽ trả thù lại. Đôi khi sự đàn áp này cũng là động lực để em nhanh chóng mạnh mẽ lên. Úc Nhiên ngồi xổm bên cạnh nó, đầu khẽ dựa vào đầu gối, nhẹ nhàng nói. Từ nhỏ đến lớn ở nhà họ Úc chịu không ít uất ức, nhưng thế thì sao chứ? Cuối cùng lớn lên rồi vẫn phải dựa vào bản thân. Đợi đến khi đủ mạnh mẽ rồi, những thứ gọi là tình thân kia có hay không cũng không quan trọng. Ánh mắt Lý Hách lóe lên, chưa từng có ai nói với nó những lời này, tâm trạng của nó rất phức tạp. Đặc biệt là đối với giống cái mới đến này, trái tim lạnh lẽo tuyệt vọng lại cảm nhận được một chút ấm áp ở bên cô. Lý Hách thấy anh cúi đầu lại không nói gì, chỉ đắm chìm trong thế giới của mình, Úc Nhiên cũng không nói gì thêm. Vết thương trên người Lý Hách đã cầm máu, nhìn những vết thương loang lỗ, máu nhuộm đỏ bộ lông trắng khiến nó trông có vẻ đáng sợ. Nhưng vết thương không nghiêm trọng, tinh thần cũng khá tốt, chắc là không nguy hiểm đến tính mạng. Hai chân cô ngồi xổm hơi tê cứng, đứng dậy đến một thân cây nhỏ bên cạnh ngồi đợi Thương Ấp. Đợi một lúc, con cáo lớn màu đen mang theo nhiều thứ trở lại, điều khiến cô ngạc nhiên là anh còn mang theo một cái nồi đá. Cái nồi này, Thương Ấp biến thành hình người, đặt đồ đạc xuống đất nói, tôi về nhà một chuyến, nơi này cách bộ lạc không xa, tôi chạy với tốc độ tối đa thì không mất nhiều thời gian. Tốc độ này rất tốt. Trước đây Úc Nhiên còn đang nghĩ không có nồi thì làm sao nấu thức ăn, đang nghĩ có nên dùng một số loại lá cây chống cháy để đựng thức ăn không. Trong tự nhiên có một số loại cây đặc biệt chống cháy, có thể gấp thành nồi nhỏ đơn giản để sử dụng. Không ngờ con cáo lớn này trực tiếp về nhà lấy nồi đá, ngoài nồi đá còn mang theo một số gia vị. Một số là lấy từ nhà, một số là hái được trên đường đi, còn có rau dại, quả dại, mấy túi gia thú chất đầy ắp. Cũng tiện tay mang theo một ít củi và một túi gia thú nhỏ đựng mấy chiếc nội y và bông của cô, trong lòng Úc Nhiên ấm áp. Lúc này Thương Ấp đang quỳ xuống nhóm lửa, lửa đã cháy, nồi cũng nóng lên. Anh đứng dậy lấy vài quả dại đặt vào tay Úc Nhiên, âu yếm vuốt ve đầu cô, rồi bắt đầu xử lý con cá vược lớn. Úc Nhiên cầm quả dại, cảm nhận sự ấm áp trên đầu nhanh chóng biến mất, cô cúi đầu khẽ cười. Ở thú thế này với nhịp sống chậm rãi, thoải mái, tìm được người yêu thương mình, cứ như vậy sống giữa rừng núi, cảm giác này hình như khá tốt. Cô cầm một quả dại cắn một miếng,
nhìn bên ngoài giống như quả táo đỏ nhỏ, vị ngọt hơi chua, là vị táo xanh. Trái cây tráng miệng, cô bắt đầu ăn không nhanh không chậm, cô không quên đưa cho Lý Hách một quả, nó chỉ nhìn lướt qua một cái không có phản ứng gì. Lý Hách không nhận, Úc Nhiên cũng không ép buộc, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ, cần thiết thì phải ép buộc, hệ thống cũng không nói là không được ép buộc. Hoàn thành nhiệm vụ cho ăn lần đầu tiên có thể nhận được băng vệ sinh, nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành. Chỉ là dùng quả dại ép cho ăn thì không tốt, sơ suất một chút là có thể làm nó bị nghẹn chớt. Em đi xem Thương Ấp làm cá, anh ngoan ngoãn nằm ở đây, nếu dám chạy lung tung thì em bảo Thương Ấp đánh anh. Úc Nhiên cảnh cáo một câu, đứng dậy đi về phía bờ sông, Thương Ấp đang làm thịt cá ở bờ sông. Lý Hách quay đầu nhìn theo bóng dáng Úc Nhiên đi, ánh mắt tĩnh lặng, cuối cùng nó nhắm mắt lại nằm đó ngủ. Con cá khá lớn, Thương Ấp mổ bụng rửa sạch cảnh tượng có chút đẫm máu, cộng thêm dòng chảy khá nhanh, nước ở gần đó đỏ máu một mảng. Thấy cô lại gần, Thương Ấp mở miệng hỏi, em thích con sói con đó sao? Úc Nhiên ngồi xổm bên cạnh, vừa gặm quả dại vừa đáp lại một tiếng. Thương Ấp dừng tay nói, thực ra, cáo con đáng yêu hơn. Úc Nhiên không nhịn được cười, hơi mong chờ cáo con, có cáo con mới sinh không? Lát nữa bế một con cho em chơi chơi, chơi chơi. Thương Ấp cau mày hỏi, em đối với Lý Hách cũng chỉ là chơi chơi sao? Úc Nhiên im lặng một lúc, sao cảm giác chơi chơi trong miệng cô và chơi chơi trong miệng anh không phải là một ý nghĩa? Em thích những loài động vật nhỏ bé, mềm mại, bao gồm cả thú con, biến thành hình người thì không đáng yêu. Cô giải thích một câu. Sắc mặt con cáo lớn tối sầm lại vài phần, anh không nói gì, chỉ cúi đầu làm sạch cá vược, đột nhiên tay anh biến thành hình thú. Móng vuốt sắc nhọn trực tiếp xé con cá vược thành nhiều đoạn, động tác sạch sẽ gọn gàng, còn mang theo vài phần sát khí, không hiểu sao lại có vẻ tàn nhẫn. Úc Nhiên, cô suy nghĩ một lúc tại sao con cáo này đột nhiên toát ra sát khí, rồi liền hiểu ra. Nhìn thấy anh vẻ mặt âm trầm, không vui, cô bật cười thành tiếng, Thương Ấp dừng tay, quay đầu nhìn cô. Cô nói, cáo con có đáng yêu hay không em không biết, nhưng cáo lớn thì thực sự rất đáng yêu. Nghe cô nói như vậy, vẻ mặt u ám trên mặt Thương Ấp lập tức tan biến phần nào. Nhìn thấy anh vì lời nói của cô mà vẻ mặt dịu dàng hơn, Úc Nhiên cảm thấy con cáo lớn này vô cùng ngây thơ, rất dễ dỗ dành. Thương Ấp nhanh chóng xử lý xong con cá, một con cá anh chuẩn bị chia thành 3 phần, làm thành 3 vị khác nhau. Đầu cá hầm súp, thân cá hấp, đuôi cá nướng. Hấp nhanh hơn, anh hấp thân cá trước. Nước trong nồi đá đã sôi, Thương Ấp đặt thịt cá vào một bát gỗ lớn, rắc một ít gia vị, đậy vung lên đặt vào nước sôi. Đây là cách hấp của thú nhân. Không có vung nồi, nhưng bát gỗ đóng vai trò làm vung, nhìn độ kín và trọng lượng thì hình như khá tốt, nước sôi nhẹ nhàng lăn tăn cũng không làm bát gỗ bị lật. Nói nghiêm túc thì đây cũng coi là hấp, dù sao thì thịt cá bên trong cũng là nấu cách thủy. Cách thức hoàn toàn khác với cuộc sống hiện đại, mỗi lần đều phá vỡ nhận thức của Úc Nhiên. Cô như một đứa trẻ tò mò rất chăm chú nhìn Thương Ấp chế biến. Thân cá hấp xong, Thương Ấp lại nhóm một đống lửa nướng cá. Khi nướng cá anh để ý đến mấy cây bạc hà bên cạnh, không hiểu hỏi, hai cái đó để làm gì? Úc Nhiên nhìn mấy cây bạc hà nói, mang về tìm một cái chậu trồng đi, như vậy mỗi ngày em đều có thể hái một lá để làm sạch răng. Thương Ấp gật đầu, một số thú nhân thích cho một ít vào khi nấu ăn, em có thích không? Úc Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói, không thích, mùi bạc hà khó kiểm soát dễ bị khó ăn. Trước đây pha nước thì đã uống vài lần, cũng có thể xua mũi, tỉnh táo. Còn có tác dụng gì nữa nhỉ? Cô nhất thời không nhớ ra. Nếu em thích thì tôi tìm nhiều hơn để trồng ở ngoài cây lớn của chúng ta. Cô mỉm cười, được. Dừng một chút, cô mở miệng thăm dò hỏi, chúng ta có thể chăm sóc Lý Hách không? Nhìn nó như vậy em nhớ lại hồi nhỏ của mình. Động tác trên tay Thương Ấp dừng lại, vẻ mặt rất khó hiểu. Mỗi bộ lạc đều rất nâng niu giống cái. Bộ lạc trước đây của em đối xử không tốt với em sao? Trong lòng anh khó hiểu, lẽ ra Úc Nhiên da thịt mịn màng như vậy lại xinh đẹp như vậy, chắc chắn là được chăm sóc rất tốt, không thì sẽ không tinh tế như vậy. Nếu thú nhân trong bộ lạc đối xử không tốt với cô thì cô không thể nào có tình trạng này, còn tinh tế xinh đẹp hơn cả giống cái của bộ lạc Á Vĩ Tú. Úc Nhiên cúi đầu suy nghĩ một lúc, sắp xếp ngôn từ rồi nói, tình hình trong nhà hơi phức tạp, không biết phải nói thế nào, đều đã qua rồi, không nói nữa. Nơi em sống trước đây cách đây rất xa, em không biết làm sao để quay lại. Cả đời này có lẽ cũng không thể quay lại, em cũng không muốn quay lại, ở đây rất tốt. Cô quay đầu nhìn con cáo lớn, cười nói, này, em không có nơi nào để đi, anh có muốn chăm sóc em không, là mãi mãi ấy. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, Thương Ấp sững sờ, đáy mắt tràn ngập sự kinh ngạc và vui mừng. Tôi đồng ý, vì quá căng thẳng nên cổ họng anh hơi nghẹn lại, anh khó khăn thốt ra ba chữ khàn khàn. Anh đã chờ đợi cô đồng ý, cô thuần khiết và tốt đẹp như vậy, làm sao anh nỡ ép buộc cô.
Theo quy tắc của bộ lạc, thú nhân nam cứu thú nhân nữ ở bên ngoài và mang về bộ lạc sẽ có quyền kết đôi tuyệt đối. Nói cách khác, thú nhân nữ đó thuộc về thú nhân nam đó, trừ khi thú nhân nam đó đã có bạn đời. Nếu mang về bộ lạc mà thú nhân nam chưa có bạn đời, sẽ từ thủ lĩnh an bài cùng trong bộ lạc cường giả kết lữ. Tình huống kia phía dưới sẽ cùng cái nào giống được kết lữ hoàn toàn ngẫu nhiên, bởi vì giống cái không có lựa chọn quyền, chỉ có tại sau đó lại tìm bạn lữ thời điểm mới có quyền lựa chọn. Úc Nhiên được thương ấp cứu về, tối qua lẽ ra họ đã nên kết đôi giao phối, để cô hoàn toàn trở thành bạn đời của anh. Lý do thương ấp chần chừ chưa chiếm hữu cô, một phần là vì cô bị thương, quan trọng hơn là anh cảm thấy cô khác với những giống cái khác, không dám dễ dàng chạm vào cô. Vẻ đẹp tinh tế của Úc Nhiên khiến anh không muốn làm tổn thương, trong lòng chỉ muốn nâng niu, che chở. Tất nhiên, điều này cũng có liên quan đến việc cáo lớn chưa từng giao phối, độc thân lâu như vậy nên không quá vồ vập với giống cái. Úc Nhiên cười tươi rói, nhìn thấy đuôi cáo vui vẻ ve vẩy, cô liền đưa tay sờ một cái. Thương ấp hít thở dồn dập, anh kìm nén xúc động chưa từng có trong lòng, cúi đầu tiếp tục nướng cá. Bên này họ tình trạng ý thiếp, Lý Hách nằm im thin thít trên mặt đất nhắm chặt mắt, khó hiểu nghĩ, từ bao giờ việc ở bên nhau của giống đực và giống cái lại trở nên phức tạp như vậy. Cá hấp chín, Thương ấp bưng ra đặt lên khúc gỗ, sau đó dọn dẹp nồi đá rồi bắt đầu dùng đầu cá nấu canh. Tiếp theo, đuôi cá nướng chín vàng giòn được gói trong lá cây sạch sẽ mang đến, cùng với một ít quả dại. Úc Nhiên, em ăn trước đi, canh cá còn lâu mới chín, cứ từ từ ăn, anh đi săn một chút. Thương ấp lấy bát và thìa của cô từ trong túi da thú ra đặt trước mặt cô. Đáy mắt Úc Nhiên tràn đầy ý cười, không thể không thừa nhận con cáo lớn này thật chu đáo. Cô gật đầu đáp lại. Thương ấp biến thành thú hình chạy vào rừng săn mồi. Dùng thìa ăn cá không tiện, Úc Nhiên bẻ hai cành cây làm đũa rồi bắt đầu thưởng thức món cá hấp. Thịt cá tươi ngon, mềm mại, thơm lừng mùi gia vị đặc trưng, cô cảm thấy món này còn ngon hơn cả cá hấp gừng hành. Ăn được vài miếng, cô hỏi Lý Hách đang nằm im thin thít nhắm mắt trên mặt đất. Lý Hách, cậu có muốn ăn không? Nếu không phải cơ thể cậu ta vẫn phập phồng vì thở, cứ nằm bẹp dí trên mặt đất như vậy trông chẳng khác nào đã chết. Lý Hách mở mắt nhìn cô một cái rồi lại nhắm mắt. Úc Nhiên nhướng mày, thôi được, tôi ăn trước, lát nữa tôi đút cho cậu. Lý Hách, cô ăn hết một nửa cá hấp, lại ăn thêm đuôi cá nướng, bụng đã no 7-8 phần. Cô gỡ xương cá hấp còn lại rồi bưng đến chỗ Lý Hách, đặt bát trước mặt cậu ta. Lý Hách mở mắt, nhìn chằm chằm vào phần thịt cá đã được gỡ hết xương trước mặt, cậu ta cứ nhìn như vậy không nhúc nhích. Úc Nhiên nhíu mày chờ đợi, nhưng vài phút trôi qua, cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế nhìn chằm chằm, không có ý định ăn, cô bắt đầu mất kiên nhẫn. Cô một tay túm lấy cổ Lý Hách, một tay cầm thịt cá nhét vào miệng cậu ta, Lý Hách phản ứng lại, vùng vẫy dữ dội, móng vuốt vô tình cào vào mu bàn tay cô vài vết. Úc Nhiên khẽ rên đau, nhưng không buông tay, tiếp tục nhét thịt cá vào miệng cậu ta, vừa nói, nếu đã không cam tâm sống lay lắt như vậy, muốn trở nên mạnh mẽ để trả thù những con non đã bắt nạt cậu, thì cậu phải ăn uống đầy đủ, như vậy mới có sức mà mạnh mẽ. Hệ thống, ký chủ, không được bạo lực với thú con như vậy, sơ sẩy một chút sẽ làm giảm độ hảo cảm của chúng đối với ký chủ, đề nghị ký chủ đối xử dịu dàng. Độ hảo cảm giảm một chút cũng không sao, nhưng nếu giảm xuống một mức độ nhất định sẽ tự động hủy liên kết. Ký chủ, vì băng vệ sinh, xin hãy nương tay. Úc Nhiên không để ý đến lời cảnh báo của hệ thống, tiếp tục đút thịt cá cho Lý Hách, lúc này đã không còn phản kháng. Giờ phút này Lý Hách không còn vùng vẫy như trước, mặc cho cô nắm lấy mình, cái miệng nhỏ cũng chủ động ăn thịt cá cô đưa tới. Thịt cá rất ngon, chỉ là cách cho ăn hơi hung dữ một chút. Hệ thống, chúc mừng ký chủ, độ hảo cảm của Lý Hách đối với ký chủ đã tăng lên, hiện tại là 65%, hoàn thành nhiệm vụ bồi dưỡng hảo cảm lần đầu. Thưởng một phần thức ăn ngẫu nhiên, phần thưởng đã được tự động gửi vào không gian hệ thống, mời ký chủ tự kiểm tra. Úc Nhiên nín cười, tên nhóc này đúng là ngứa đòn, bảo ăn thì không ăn, cô dùng biện pháp mạnh lại ngoan ngoãn ăn ngay. Khi Thương ấp mang theo con mồi trở về, anh thấy Úc Nhiên đang ngồi xổm, một tay túm gáy con sói con, một tay đút thịt cá vào miệng nó. Anh rất kinh ngạc, chưa từng thấy giống cái nào cho thú con ăn theo kiểu này. Nhưng thấy Lý Hách ngoan ngoãn ăn cá, anh nghĩ đối với loại thú con ương bướng, cứng đầu này thì dùng biện pháp mạnh lại hiệu quả hơn. Tất nhiên, chắc chỉ có Úc Nhiên mới làm được điều này. Thương ấp biết rõ tính Lý Hách, lúc này bị Úc Nhiên nắm cổ cho ăn, hình ảnh đó bỗng nhiên rất đẹp. Anh coi như không thấy gì, tha con mồi ra bờ sông làm sạch, sau đó bắt đầu nướng thịt. Đợi Úc Nhiên đút hết cá trong bát, hệ thống lại vang lên, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ cho ăn lần đầu, thưởng một bộ băng vệ sinh. Phần thưởng đã được gửi vào không gian hệ thống, mời ký chủ tự kiểm tra. Úc Nhiên hài lòng buông Lý Hách ra, còn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông rối bù ở gáy nó,
Lý Hách hất hàm kiêu ngạo lăn sang một bên tránh né cái vuốt ve của cô. Cứ ăn tạm chừng đó, đợi lát nữa Thương Ấp nướng thịt xong lại cho cậu ăn. Cô cầm bát đứng dậy trở lại bên khúc gỗ lớn, liếc nhìn Thương Ấp đang nướng thịt bên đống lửa. Cô mở giao diện hệ thống để kiểm tra. Không gian hệ thống có dung lượng lưu trữ vô hạn, có thể cất giữ phần thưởng nhiệm vụ, cũng có thể dùng để chứa đồ dùng hàng ngày của cô. Hiện tại trong không gian trống trơn chỉ có hai thứ, một bộ băng vệ sinh và một phần thức ăn ngẫu nhiên, đều là hình ảnh gói hàng nhỏ. Úc Nhiên hơi nôn nóng mở bộ băng vệ sinh ra, không biết trong một bộ có bao nhiêu cái. Cô rất mong chờ ngã. Sau khi mở ra, nhìn số lượng, sắc mặt cô xa sầm. Băng vệ sinh ban ngày x10, băng vệ sinh ban đêm x10, hết. Chỉ có vậy. Trong lòng Úc Nhiên buồn bã, thầm mắng hệ thống keo kiệt, như nếu hạ thấp yêu cầu thì có còn hơn không. Cô thật khổ sở. Sau đó, cô mở phần thức ăn ngẫu nhiên, nhận được một ổ bánh mì, một hộp thịt đóng hộp và một gói, dưa cải muối. Sau phần thưởng băng vệ sinh keo kiệt, Úc Nhiên không hề ngạc nhiên với phần thưởng thức ăn này. Có thịt, có rau, có bánh mì, lúc cần thiết có thể giải quyết một bữa no. Hai nhiệm vụ đã hoàn thành, bây giờ còn lại nhiệm vụ chăm sóc lần đầu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này sẽ được quay thưởng tích phân. Tích phân có thể dùng để mua hàng trong trung tâm thương mại. Hy vọng những thứ trong trung tâm thương mại sẽ không làm cô quá thất vọng. Nếu đã ghi rõ là lần đầu, vậy còn có lần 2, lần 3 sao? Cô nhỏ giọng hỏi. Hệ thống, sau khi hoàn thành lần chăm sóc đầu tiên, các lần chăm sóc sau sẽ dựa trên tình trạng của thú con để hình thành nhiệm vụ. Nếu thú con tự giữ vệ sinh tốt, không cần phải làm sạch thì nhiệm vụ vệ sinh sẽ không xuất hiện. Các nhiệm vụ sau ký chủ có thể coi là nhiệm vụ ngẫu nhiên, mỗi lần liên kết với thú con, ngoài vài nhiệm vụ chăm sóc lần đầu, các nhiệm vụ sau sẽ không giống nhau. Úc Nhiên đã hiểu. Nhiệm vụ chăm sóc còn lại là tắm cho Lý Hách, với tính cách của tên nhóc đó chắc chắn sẽ không chịu hợp tác, xem ra lại phải dùng biện pháp mạnh rồi. Cô cúi đầu nhìn những vết xước trên mu bàn tay phải, chợt có một bàn tay đưa ra nắm lấy tay cô. Thương Ấp lạnh lùng nhìn những vết thương trên mu bàn tay cô, không cần hỏi cũng biết là ai gây ra. Vết thương không sâu, Lý Hách không cố ý làm cô bị thương, chỉ là hơi chảy xước ra, dỉ một chút máu, hoàn toàn là vết thương nhỏ. Nhưng Thương Ấp rất tức giận, anh không chút do dự phóng ra một quả cầu lửa hất Lý Hách xuống sông, bóng dáng nhỏ màu trắng lập tức bị dòng nước xiết cuốn trôi. Úc Nhiên sửng sốt, sau đó đứng dậy háo hức nói, là tôi ép anh ấy cho ăn, nhưng anh ấy đã bắt được, anh ấy còn bị thương, anh ném xuống sông. Mau vớt anh ấy ra, lỡ như anh ấy chết thì sao, tôi vẫn muốn ủng hộ anh ấy. Thấy nàng tức giận, cáo lớn bất đắc dĩ biến thành dã thú đi bắt con. Thượng nguồn có nước sâu, hạ lưu cơ bản có nước nông, ngoại trừ dòng chảy nhanh hơn một chút. Sẽ không nhấn chìm một con thú, nhưng Lý Hách bị thương và yếu đuối, nếu không thể sẽ rất dễ ngất xỉu và chết trong nước, tới được bờ. Cho dù lũ thú nhân trong bộ tộc nhìn thấy anh ta rơi xuống nước, họ cũng không nhất thiết phải cứu anh ta. Yuuzhan rất lo lắng, sẽ không tốt nếu một vài con chết mà không hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng bao lâu, con cáo lớn quay lại với con sói con mềm nhũn trong miệng. Cả con cáo và con sói đều tỏ ra ủ rũ. Bởi vì rơi xuống nước, vết máu trên người Lý Hách đã bị cuốn trôi, nhưng phần lông trắng ở mông bị cháy, bị quả cầu lửa của Thương Ấp đánh trúng trông ướt át đáng thương. Cũng có thể khẳng định Thương Ấp không phải tàn nhẫn, nếu không trực tiếp đánh chết tiểu tử này liền giết chết nửa mạng. Thương Ấp ném nó xuống đất một cách không thương tiếc, quay người đi sang một bên để lau khô lông cho nó rồi tiếp tục quay món thịt nướng. Úc Nhiên quỳ xuống bên cạnh Lý Hách nói, đôi khi phải uốn cong mới có thể duỗi ra được. Thương Ấp là cường giả trong bộ tộc, chúng ta có thể ôm hắn vào lòng, để ngươi có thể trưởng thành tốt hơn dưới sự bảo vệ của hắn. Sau này đừng làm tổn thương tôi nữa, nếu không, con cáo lớn có thể cắn chết bạn trước khi lũ con nhỏ đó ức hiếp bạn đến chết. Nếu bây giờ chúng ta không thể đánh bại nó, hãy ngoan ngoãn khi chúng ta đủ mạnh để đánh bại nó. Con cáo lớn sau này chúng ta sẽ đánh hắn thật mạnh, vậy thì hắn sẽ không sợ. Vì vậy cô ấy không thích trẻ con lắm, trình độ tư duy của cô ấy không cùng đẳng cấp, thật sự rất khó để hòa hợp với một đứa trẻ có tính cách như vậy. Lý Hách không nói gì, im lặng vài giây, cử động cơ thể, le lưỡi nhẹ nhàng liếm vết thương trên mu bàn tay cô. Cô sợ hãi lập tức rút lưỡi ra, giữa không trung lúng túng, cuối cùng hắn rút lưỡi ra, vô cảm nằm trên mặt đất nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh ấy đã kiệt sức vì phải lăn qua lăn lại. Liếm thì không có gì, nhưng trên mu bàn tay có một vết thương. Yuuzhan, một người hiện đại mắc chứng sợ thần bí, sao có thể để một con sói con liếm vết thương của mình? Nếu cô ấy không phải là thú nhân thì sao? Và tình trạng thể chất của cô ấy tương tự như một con thú nhân. Con cáo lớn ngồi bên đống lửa hờn dỗi quay đầu liếc nhìn anh, môi mỉm cười bước về phía anh, đang định ngồi xuống tảng đá bên cạnh, nhưng mông anh chưa kịp chạm vào. Hòn đá, anh là anh ôm lấy hồ giữa chừng và ôm cô vào lòng. Thương Ấp vòng một tay qua eo cô, tay kia nhặt bàn tay bị thương của cô lên để kiểm tra vết thương.
Cô nói, không sao đâu, tôi không cảm thấy đau đớn gì cả. Không được, để sau này Vu Y chuẩn bị một ít dược dược bôi lên, nếu không để lại vết sẹo thì sẽ ra sao? Úc Nhiên giờ khóc giờ cười, khả năng vết thương ngoài da nhỏ như vậy để lại sẹo là rất thấp. Sau này ngươi thích con nào nói cho ta biết, đừng tùy tiện chạm vào chúng. Cho dù là hổ con chưa đủ tuổi, sức chiến đấu của chúng cũng không hề yếu. Thương ấp nhìn nàng, nghiêm túc cảnh cáo nàng. Cô gật đầu, nhẹ giọng nói, nếu em thích con nào thì anh bắt giúp em, nếu chúng không nghe lời thì anh có thể chăm sóc. Thương ấp, ừ, tiểu tử này mặt dày, không nghe lời, bị đánh mấy lần liền nhượng bộ. Lý Hách khiêm tốn trầm giọng nói, nam nhân nào đi cùng nữ nhân gì, hai cái này đều giống nhau. Nướng thịt xong, ngươi cho Lệ Hòa ăn một ít, lát nữa ta sẽ tắm rửa cho nó thật tốt, ta còn chưa tắm cho con nhỏ, cảm giác rất vui, nếu nó bắt được ta lần nữa, giúp ta dạy nó một bài học. Úc Nhiên liếc nhìn Lý Hách ở nơi xa, giọng nói vừa nhỏ vừa không lớn để hắn có thể nghe thấy. Thương ấp cau mày, cũng không phải là hắn không thể tự mình tắm rửa, chỉ cần vứt xuống sông rửa sạch là sẽ sạch. Bây giờ anh ấy rất yếu và tôi muốn chăm sóc anh ấy. Thương ấp, vậy anh còn có thể nói gì nữa đây? Thấy con cáo lớn im lặng, cô coi đó là sự ưng thuận của anh. Bị đại hồ ly trấn áp, Lý Hách dù muốn phản kháng cũng không dám, toàn bộ bộ tộc. Úc Nhiên tâm tình vui vẻ, vào những thời điểm đặc biệt sử dụng thủ đoạn đặc biệt, sau khi nhiệm vụ tắm rửa hoàn thành, cô có thể rút điểm, rất mong chờ. Sau khi Thương ấp nướng xong thịt và canh cá trong nồi đá đã chuẩn bị xong, Thương ấp bưng canh cá cho Yu rồi cắt một ít thịt nướng cho cô. Sau đó anh ngồi xuống bên cạnh Lý Hách với phần thịt nướng còn lại và xé thành từng miếng. Một số việc cho ăn đã được thực hiện. Lý Hách cũng há miệng ăn rất khôn ngoan, bắt đầu tiến vào trạng thái ăn uống nam nữ. Hôm nay thịt nướng rất dai, canh cá cũng rất thơm. Cô vỗ vỗ cái bụng đầy đặn của mình, thoải mái ngồi trên cọc gỗ. Nắng ấm nhưng không quá nóng, sau khi tắm nắng thoải mái và thưởng thức những món ăn ngon, tôi cảm thấy buồn ngủ. Sau khi Thương ấp và Lý Hách ăn xong, anh tắm rửa sạch sẽ rồi đi về phía Úc Nhiên, nhẹ nhàng bế cô lên, để cô ngồi vào lòng mình. Cảm nhận được mùi hương nồng nặc của nam nhân, suy nghĩ của Úc Nhiên có chút mơ hồ. Trên người con cáo lớn có một mùi đặc biệt, không phải mùi lông thú, cũng không phải mùi hôi thối, mà là một loại mùi mà cô không thể diễn tả được, hơi thở khó chịu nhưng khá lạnh. Sự gần gũi về thể xác khiến cô vô thức tiến lại gần anh và ngửi mùi anh. Chú ý tới động tác của nàng, Thương ấp có vẻ có chút khẩn trương, hỏi, thịt nướng có mùi không? Cô mỉm cười lắc đầu, không, chỉ là có mùi như đêm khuya sau cơn mưa. Anh có chút bối rối, anh không thể tưởng tượng được loại mùi vị này, nhưng cô lại không để ý. Em cũng có mùi thơm, ngọt ngào, giống như quả mọng đen với mật ong, thơm ngọt ngào. Thương ấp cúi đầu, ghé vào cổ cô thì thầm. Giờ thì đến lượt Úc Nhiên ngẩn người, mật ong thì cô biết, nhưng hắc tương quả là loại quả gì? Vậy em có thích không? Thích ngã, Úc Nhiên mỉm cười nhìn vào đôi mắt quyến rũ kia, chỉ khi Thương ấp thu lại khí chất lạnh lùng cô mới cảm nhận được sự mê hoặc của loài cáo. Không còn hơi thở lạnh lẽo đáng sợ kia, vẻ quyến rũ đặc trưng của loài cáo mới trở nên rõ ràng. Nhìn nụ cười ngọt ngào của cô, ánh mắt Thương ấp dần trở nên sâu thẳm, anh không nhịn được cúi xuống mổ nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô, một nụ hôn vừa cẩn thận vừa không kìm nén được sự xúc động. Úc Nhiên ngẩn ra, nhìn vẻ mặt vừa căng thẳng vừa mong đợi của anh, khóe môi cô cong lên, chủ động áp lên đôi môi mỏng của anh đáp lại một nụ hôn. Cả người Thương ấp nóng bừng, một đặc điểm giống đực nào đó dưới lớp váy da thú đã có phản ứng mạnh mẽ. Úc Nhiên cảm nhận rất rõ, cô vội vàng nói, bình tĩnh, không được hấp tấp. Thương ấp cúi đầu hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén sự thôi thúc trong lòng. Cảm giác thôi thúc chưa từng có đó khiến anh muốn vứt bỏ hết lý trí mà buông thả, nhưng phải nghe lời. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, con cáo lớn đã kìm nén được cảm xúc của mình. Úc Nhiên rất ngạc nhiên trước sự kiềm chế của anh. Nhìn anh hơi cúi đầu, yên lặng, ngoan ngoãn, lại có chút đáng thương. Cô thích vô cùng, đúng là điểm yếu của cô. Không nhịn được đưa tay lên sờ tai cáo của anh, Thương ấp cũng không dám động đậy, cúi đầu mặc cho cô sờ. Anh thích sự đụng chạm của cô, hơi ấm và sự vuốt ve dịu dàng của cô khiến anh cảm thấy thoải mái không nói nên lời. Lúc này anh mới hiểu tại sao những giống đực khác lại thích quấn quýt bên bạn đời của mình, thì ra là cảm giác này. Cảm giác thật tốt ngã. Cáo tai được vuốt ve một lúc, Úc Nhiên tiêu hóa bớt thức ăn vừa nãy, gọi Thương ấp rồi cùng đi về phía Lý Hách. Lý Hách nhìn họ đi về phía mình với vẻ mặt cam chịu, Thương ấp bế cậu ta lên, cậu ta không dám vùng vẫy chút nào. Bên bờ sông, Úc Nhiên nhận Lý Hách từ tay Thương ấp, một tay đỡ người cậu ta đặt vào dòng nước, một tay nhẹ nhàng xoa rửa bộ lông của cậu ta. Bộ lông sói trắng rất trắng, cũng không cứng như cô tưởng tượng, có lẽ vì còn nhỏ nên bộ lông khá mềm mại. Điều khiến cô ngạc nhiên là vết thương trên người Lý Hách đã lành gần hết.
Những vết thương do bị đám sói con bắt nạt trước đó đã hồi phục đáng kể. Những vết thương nhỏ cơ bản đã lành, chỉ còn lại vài vết thương sâu hơn. Cô quay sang nhìn Thương Ấp đang chăm chú nhìn những con cá dưới đáy sông, nói, vết thương đã lành nhiều rồi. Thương Ấp tỏ vẻ không ngạc nhiên, thản nhiên đáp, khả năng phục hồi của giống đực rất mạnh, Lý Hách không còn là sói con quá nhỏ nữa, khả năng phục hồi của cậu ta cũng khá tốt. Úc Nhiên lại được mở mang tầm mắt. Không cần Thương Ấp giúp, cô nhanh chóng tắm rửa cho Lý Hách, bộ lông trắng như tuyết không dính mấu, cũng không bẩn. Cô tắm rửa cho cậu ta rất kỹ lưỡng, khi rửa đến chỗ nào đó giữa hai chân cậu ta, cô không nhịn được nhìn thêm vài giây. Ngay sau đó, sói con trong tay biến mất, Thương Ấp trực tiếp ném Lý Hách lên bờ. Có lẽ vì đã ăn no nên có sức lực, Lý Hách thuận thế đáp xuống đất một cách vững vàng, không hề lúng túng, chỉ là ánh mắt có chút u ám. Hệ thống, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc lần đầu, thưởng một bộ đồ dùng tắm rửa. Phần thưởng đã được gửi vào không gian hệ thống, mời ký chủ tự kiểm tra. Ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sói con Lý Hách ở mức độ cơ bản, nhận được một lượt quay thưởng tích phân. Ký chủ có muốn bắt đầu quay thưởng ngay bây giờ không? Quay, quay, quay. Vì có cáo lớn ở bên cạnh nên Úc Nhiên chỉ có thể thầm kêu gào trong lòng. Ngay lập tức, một vòng quay lớn của hệ thống xuất hiện trước mắt cô. Trên vòng quay có 7 ô màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Không có bất kỳ gợi ý nào, chỉ có thể nhìn thấy màu sắc. Vòng quay bắt đầu quay, từ nhanh đến chậm, cuối cùng kim chỉ dừng lại ở ô màu đỏ. Chúc mừng ký chủ nhận được 500 tích phân. Tích phân đã được tự động chuyển vào tài khoản, ký chủ có thể vào trung tâm thương mại của hệ thống để kiểm tra. Lưu ý, các mặt hàng trong trung tâm thương mại của hệ thống sẽ được mở khóa theo số lượng tích phân của ký chủ, chỉ cần đủ tích phân để mua hàng thì sẽ tự động mở khóa hiển thị. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cơ bản, ký chủ đã có một số kinh nghiệm trong việc nuôi dưỡng sói con. Các nhiệm vụ ngẫu nhiên tiếp theo sẽ được quyết định dựa trên tình trạng của sói con, bao gồm cả một số nhiệm vụ bồi dưỡng năng lực. Sau khi sói con trưởng thành, nhiệm vụ nuôi dưỡng kết thúc, hệ thống sẽ tự động hủy liên kết, ký chủ sẽ nhận được một phần quà lớn. 500 tích phân xem ra cũng không ít, Úc Nhiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng không vội xem số tích phân ít ỏi này có thể mua được gì trong trung tâm thương mại của hệ thống, mà quay sang trừng mắt nhìn Thương Ấp với vẻ bất mãn. Bị cô trừng mắt, Thương Ấp lại căng thẳng, nhưng vẫn lạnh lùng nói, đó không phải là sói con mới sinh, sói con cỡ như Lý Hách phải giữ khoảng cách, nếu không khi chúng trưởng thành có thể sẽ theo đuổi em. Úc Nhiên giật mình, tình huống này thật đáng sợ. Vẻ mặt cô có chút kỳ lạ, khí thế trừng mắt nhìn Thương Ấp lúc nãy cũng yếu đi. Ban đầu cô còn tưởng con cáo lớn này nhỏ nhen đến mức ghen tị với cả một con sói con, không ngờ còn có ý này nữa. Tưởng tượng cảnh sói con mình nuôi lớn lại theo đuổi mình, thật là một chuyện hỗn loạn đến mức nào. Úc Nhiên không dám tưởng tượng, đây là thế giới thú nhân, tuy không đến mức quá trái luân thường đạo lý, nhưng giống đực và giống cái kết đôi chưa bao giờ quan trọng chuyện chênh lệch tuổi tác. Lý Hách hiện tại đang ở độ tuổi thiếu niên, sắp trưởng thành, quả thực có chút nguy hiểm. Cô lúng túng nói, tôi chỉ tò mò nhìn thêm vài lần, không có ý gì khác. Thương Ấp cũng dịu giọng nói, em có thể nhìn tôi, có ý gì cũng được. Úc Nhiên, câu này thật là táo bạo. Sau này nhớ kỹ, đừng tùy tiện chạm vào những giống đực nhỏ tuổi. Nếu thật sự phải tiếp xúc thì nhất định phải cẩn thận, đừng để chúng nảy sinh tình cảm đặc biệt với em. Thương Ấp nghiêm túc dặn dò. Cô gật đầu lia lịa. Cô đã biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề, sau này nhất định sẽ chú ý. Vì Lý Hách cũng không bị ngã nên chuyện này cứ thế trôi qua, đối mặt với sự thua lỗ của Thương Ấp. Lý Hách hoàn toàn dám giận nhưng không dám nói, bởi vì sức mạnh của Thương Ấp là thứ cậu ta có liều mạng cũng không thể chống lại. Thôi được rồi, cứ như cô nói, biết có biết duỗi, hiện tại đánh không lại không có nghĩa là sau này cũng đánh không lại. Cậu ta rũ bộ lông ướt sũng, quay người tìm một gốc cây phơi nắng ngủ. Úc Nhiên cười gượng vài tiếng, cảm thấy có gì đó, nhỏ giọng nói, muốn thay bông. Ngay sau đó, Thương Ấp bế cô lên đi về phía rừng cây nhỏ, đi ngang qua gốc cây đặt túi da thú, tiện tay lấy túi da thú đựng bông. Ở đây không có hố cát, tìm đại một chỗ là được. Thương Ấp vừa nhìn xung quanh tìm địa điểm thích hợp vừa nói. Úc Nhiên bất lực, thế giới thú nhân không có nhà vệ sinh, hố cát chính là nhà vệ sinh của họ. Trong bộ lạc có vài hố cát, nhưng bên ngoài thì tùy ý. Anh đi xa một chút, tìm chỗ kín đáo một chút, cô nhắc nhở. Thương Ấp, dù có thú nhân nào đi ngang qua thấy em đang đi vệ sinh cũng sẽ không đến nhìn trộm đâu. Việc đi vệ sinh thật là đơn giản và thô bạo, Úc Nhiên thở dài. Chúng ta có thể nói chuyện đi vệ sinh một cách tao nhã hơn không? Cô do dự một chút rồi hỏi. Thương Ấp không hiểu, tao nhã hơn là gì? Ví dụ như đi vệ sinh, hố cát chính là nhà vệ sinh, đi vệ sinh chính là đi vào hố cát để bài tiết. Con cáo lớn như đang suy nghĩ, rất nhanh đã học được cách sử dụng, anh đưa em đi vệ sinh. Úc Nhiên hài lòng gật đầu, nghe như vậy tao nhã hơn nhiều rồi. Thương Ấp đi một lúc,
cho đến khi gần đó không có dấu vết hoạt động của thú nhân, anh đột nhiên dừng lại, vẻ mặt cảnh giác, gần như không do dự quay trở lại. Úc Nhiên không hiểu, sao vậy? Anh trầm giọng nói, mùi của chăn khổng lồ, ở đây có rất nhiều dấu vết của chăn khổng lồ. Chính là con chăn lớn mà chúng ta gặp trong rừng cỏ hôm qua. Thương Ấp chưa đi được mấy bước, Úc Nhiên đã nghe thấy tiếng rít lạnh lẽo, cô đã nghe thấy âm thanh đó, Thương Ấp lại càng nghe rõ hơn. Vậy chúng ta mau chạy thôi, nghe thấy âm thanh đó, cả người cô đều không ổn, còn chăn khổng lồ nữa, chăn khổng lồ ở thế giới thú nhân chẳng lẽ lại nhỏ sao, đó là thật sự rất lớn. Thương Ấp dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh, trầm giọng nói, không thể chạy, những con chăn khổng lồ đó chính là những con chúng ta gặp hôm qua. Chúng sẽ khóa chặt hơi thở của thú nhân để tìm cơ hội thích hợp tấn công, hơn nữa hôm qua em bị thương, chúng ngửi thấy mùi máu của em sẽ không buông tha cho em. Cho dù hôm nay chúng ta trốn thoát thành công, chúng cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, chúng sẽ tìm cơ hội chờ đợi ở nơi hoang dã để tấn công chúng ta. Anh thì không sao, nhưng em thì không được, những con chăn khổng lồ này nếu không xử lý sạch sẽ rất nguy hiểm cho em. Úc Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói, anh tạm thời đặt em lên một chỗ an toàn, sau đó hãy đi xử lý những con chăn khổng lồ đó, như vậy không có em bên cạnh cũng sẽ không làm vướng chân anh. Cô từ nhỏ đã học võ, nhưng bây giờ không phải là đánh nhau với một đám côn đồ đơn giản. Cô cũng không có khả năng bay lên trời một phát, đối mặt với những con chăn khổng lồ hung dữ như vậy, cô hoàn toàn không chắc chắn. Nếu thật sự đánh nhau, cô nhất định phải rời khỏi Thương Ấp, nếu không có cô ở đó. Thương Ấp ra tay nhất định sẽ lo lắng cho sự an toàn của cô mà không dám ra tay mạnh, như vậy ngược lại sẽ dễ dàng cho lũ chăn khổng lồ tìm được cơ hội tấn công. Úc Nhiên nhanh chóng nhìn xung quanh, đặt em lên một cái cây cao hơn một chút, tốt nhất là có dây leo rủ xuống, như vậy nếu có chăn khổng lồ đến gần, em cũng có thể dựa vào dây leo để chạy trốn, đánh thì đánh không lại, nhưng chạy trốn thì em vẫn làm được, anh hãy nhân lúc chúng chưa tụ tập lại mà ra tay trước. Thương Ấp nhanh chóng tìm được vài cái cây phù hợp với yêu cầu, gần đó có vài cây đại thụ đều có dây leo to rủ xuống. Anh không hy vọng Úc Nhiên có thể bám dây leo để xuống, chỉ hy vọng những dây leo này có thể giúp cô khi đứng trên cành cây cao có thể bám vào để giảm bớt căng thẳng khi ở trên cao. Anh bế cô leo lên theo cành cây, cho đến khi cách mặt đất rất cao, anh mới đặt cô lên thân cây, kéo vài dây leo bên cạnh để cô bám vào. Bám chặt, đừng nhảy xuống, cứ đứng đây đừng nhúc nhích, anh sẽ nhanh chóng giải quyết lũ chăn khổng lồ rồi đưa em đi vệ sinh, anh nghiêm túc nói. Úc Nhiên vừa khóc vừa cười, lúc này rồi mà vẫn còn nghĩ đến chuyện đi vệ sinh. Từ trên cao nhìn xuống, họ có thể thấy rõ ràng một số con chăn khổng lồ đang bỏ về phía họ. Lũ chăn khổng lồ càng lúc càng gần, Thương Ấp không nói gì nữa, hóa thành thú hình nhảy xuống, mượn sức lửa, anh gần như bước trên không mà đi, cảnh tượng đó khiến Úc Nhiên ngây người. Thật là ngầu. Chăn khổng lồ dù sao cũng là dã thú, không giống thú nhân có dị năng mạnh mẽ và ngầu lòi, Thương Ấp đạp lửa mà xuống. Vài quả cầu lửa rơi xuống trực tiếp nổ tung mấy con chăn khổng lồ, cháy đen cả bên ngoài lẫn bên trong. Ngọn lửa của anh rất mạnh, ngay cả những con chăn khổng lồ như vậy cũng bị thiêu đốt. Thương Ấp không dám rời khỏi cây đại thụ nơi Úc Nhiên đang ở, sợ có chăn khổng lồ leo lên, anh tấn công trong phạm vi ngọn lửa có thể chạm tới, cứ như vậy canh giữ bên cạnh bảo vệ cô. Những con chăn khổng lồ đến một con giết một con, đến một đàn giết một đàn. Đứng cao nhìn xa, Úc Nhiên từ trên cao nhìn thấy rất nhiều chăn khổng lồ xung quanh đang tụ tập về phía họ, số lượng rất đông. Nhiều chăn khổng lồ như vậy tụ tập lại, hai người bọn họ cũng không đủ cho chúng nhét kẽ răng. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh tượng lớn như vậy, trong lòng có chút sợ hãi. Đây là điểm không tốt của rừng nguyên sinh, rất dễ gặp dã thú, hơn nữa kích thước còn to lớn đáng sợ, ăn thịt người không nhả xương. Hệ thống, với số tích phân hiện tại của tôi có thể mua vũ khí gì trong trung tâm thương mại hệ thống? Cô không tự mình thao tác hệ thống để tìm kiếm, mà hỏi một câu. Hệ thống, hiện tại ký chủ có 500 tích phân, không thể mua vũ khí nào trong trung tâm thương mại hệ thống. Nhưng ký chủ có thể mua thẻ cường hóa, có thể cường hóa bản thân trong thời gian ngắn hoặc vĩnh viễn, còn có thẻ kỹ năng tấn công dùng một lần. Xét đến việc ký chủ hiện đang bị chăn khổng lồ vây công, đề nghị sử dụng bột xua đuổi rắn, ví dụ như Hùng Hoàng. Úc Nhiên do dự, nếu hệ thống đã lên tiếng, vậy có nghĩa là Hùng Hoàng do trung tâm thương mại hệ thống sản xuất rất hiệu quả đối với những con chăn khổng lồ này. Nhưng cô không tiện đột nhiên lấy ra một nắm Hùng Hoàng trước mặt Thương Ấp, sau đó cũng khó giải thích, cô cũng không muốn phiền phức như vậy. Cô trực tiếp từ bỏ lựa chọn này. Tôi muốn thẻ cường hóa. Hệ thống tự động chọn cho ký chủ các loại thẻ cường hóa sau đây. Thẻ cường hóa thể lực, có thể tăng cường thể chất của người sử dụng, hiệu quả vĩnh viễn. Thẻ cường hóa sức mạnh, có thể tăng cường sức mạnh của người sử dụng, hiệu quả vĩnh viễn. Thẻ kỹ năng tấn công, có thể thi triển các chiêu thức thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, sử dụng một lần. Nhắc nhở thân thiện,
Đây là những thẻ cường hóa mà tích phân hiện tại của ký chủ có thể mua được, giá đều là 200 tích phân một thẻ. Thẻ kỹ năng tấn công là 200 tích phân một bộ, bao gồm 5 thẻ kỹ năng thuộc tính khác nhau, tổng cộng 5 thẻ. Úc Nhiên nhíu mày, không có thẻ nào có thể khiến tôi nhẹ nhàng nhanh nhẹn, tăng cường sự linh hoạt sao? Hệ thống, rất tiếc, không đủ tích phân. Phần thưởng keo kiệt muốn chớt, đồ thì đắt muốn chớt, cần mày làm gì? Cô mắng một câu, nhìn xuống trận chiến bên dưới, tự mình mở giao diện hệ thống mua một thẻ cường hóa thể lực trong trung tâm thương mại, tiêu tốn 200 tích phân. Bây giờ còn lại 300 tích phân. Cô nhìn tấm thẻ có kích thước như một lá bài poker trên tay, trên đó viết đơn giản là thẻ cường hóa thể lực, bên dưới còn có một con dấu, hình ảnh đơn giản đến mức khiến cô chán ghét. Hệ thống, phát hiện ký chủ đang cầm thẻ cường hóa, có sử dụng không? Cô đang băn khoăn không biết sử dụng như thế nào thì nghe thấy lời nói của hệ thống, cô lập tức đáp, sử dụng. Ngay sau đó, thẻ cường hóa trong tay biến thành một tia sáng trắng đi vào đầu ngón tay cô. Cơ thể lập tức được bao bọc bởi cảm giác ấm áp, hơi ấm dần dần được cơ thể hấp thụ. Sau đó cô cảm thấy cả người tràn đầy sức mạnh. Năng lượng mạnh mẽ bộc phát, cảm giác đó thật tuyệt vời. Hệ thống, thể chất của ký chủ đã được cường hóa, tăng 50% so với ban đầu. Tình trạng cơ thể càng tốt thì mức tăng càng nhiều. Tốt thật, trực tiếp 50%. Úc Nhiên hơi bớt tiếc 200 tích phần đó. Trận chiến bên dưới vô cùng khốc liệt, kèm theo mùi khét của thịt cháy và sương mù dày đặc do lửa lan sang cỏ khô, cùng với mùi mấu nồng nặc trong không khí, tình hình trở nên có chút tồi tệ. Không lâu sau, bên dưới bị khói bao phủ, cô không còn nhìn rõ tình hình bên dưới nữa. Tuy nhiên, làn khói này không ảnh hưởng gì đến thương ấp và lũ chăn khổng lồ, cuộc tàn sát vẫn tiếp tục. Càng nhiều ngọn lửa do thương ấp phóng ra, càng nhiều cây cối xung quanh bị thiêu rụi. Khói cuồn cuộn bốc lên bao phủ xung quanh, thậm chí cả phía trên nơi Úc Nhiên đang ở cũng bị bao phủ, cô không khỏi cảnh giác. Khói ngày càng dày đặc, khiến cô không nhịn được ho khan. Cô đang định gọi thương ấp lên đưa cô rời đi thì nghe thấy tiếng rít trong làn khói dày đặc phía sau, cả người cô đều dựng đứng cả lên. Cô quay lại nhìn, thấy một cái miệng rắn khổng lồ trong làn khói dày đặc đột nhiên xuất hiện lao về phía cô. Cô bám chặt dây leo trong tay, dùng sức đẩy người về phía xa. Trên những cây đại thụ xung quanh đều có rất nhiều dây leo rủ xuống. Bây giờ khói dày đặc như vậy, cô không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể mò mẫm trong không trung. Khi cảm thấy bám được vào một dây leo khác, cô lập tức buông dây leo ban đầu, mượn dây leo mới để giữ thăng bằng trên một thân cây khác. Cô căng thẳng, tay bám chặt dây leo, cẩn thận leo xuống, cô muốn đến gần thương ấp hơn một chút. Thương ấp nhạy bén nhận thấy cô đang di chuyển, liếc mắt nhìn làn khói dày đặc xung quanh, lập tức phóng ra ngọn lửa để xua tan khói. Đó là một cơn lốc xoáy được hình thành từ ngọn lửa. Ngọn lửa xoay nhanh tạo ra sức gió thổi bay làn khói xung quanh. Làn khói xung quanh Úc Nhiên tan đi, cô nhìn thấy vài con chăn khổng lồ đang lao về phía mình. Ánh mắt cô lạnh lùng, không chút do dự bám dây leo bay vút qua. Giữa không trung đạp lên đầu một con chăn khổng lồ, trượt xuống theo thân hình trơn trượt của nó, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, thương ấp vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Chưa kịp để lũ chăn khổng lồ đến gần cô, bóng đen lóe lên, anh đã lao đến bên cạnh cô. Ánh mắt thương ấp lạnh lẽo, toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ, ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan ra xung quanh với anh làm trung tâm, trong nháy mắt xung quanh biến thành biển lửa. Cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, trái tim căng thẳng của Úc Nhiên thở phào nhẹ nhõm, những ngọn lửa như có linh tính, lượn quanh người cô mà lan ra xung quanh, không hề làm cô bị thương. Biển lửa có phạm vi tấn công rộng, sức sát thương mạnh, những con chăn khổng lồ ở gần đều bị thiêu đốt lăn lộn trên mặt đất, những con chăn khổng lồ ở ngoài muốn chạy trốn nhưng không kịp, đều bị bỏng nặng. Một chiêu thức lớn trực tiếp hạ gục một đám chăn khổng lồ. Úc Nhiên biết rất rõ, với phạm vi tấn công lớn như vậy, cao lớn không hề sử dụng hết sức mạnh, vì lo lắng cho cô ở bên cạnh nên đã kiềm chế sức mạnh. Tuy nhiên, nhìn cảnh tượng hoang tàn xung quanh, cùng với ngọn lửa lan rộng trong rừng, cũng may là ở nơi hoang dã, cây cối nhiều, nếu không gây ra chuyện lớn như vậy chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Nhân lúc lũ chăn khổng lồ chưa chạy xa, hãy giải quyết chúng, sau đó dập lửa trong rừng đi, Úc Nhiên lên tiếng. Tuy rừng nguyên sinh bị cháy không cần bồi thường, nhưng cây cối san sát nhau, nếu không kiểm soát được, ngọn lửa ngày càng lan rộng thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thương ấp dùng đuôi cuốn cô đặt lên lưng, mang cô đi truy đuổi những con chăn khổng lồ bị thương đang bỏ chạy. Những con chăn khổng lồ bị bỏng toàn thân không chạy nhanh được, rất nhanh đã bị họ đuổi kịp. Giải quyết từng con một. Sau đó, cao lớn rất ngoan ngoãn đi dập lửa trong rừng. Đối với khu rừng bị thiêu rụi hoang tàn, thương ấp không cảm thấy gì cả, đã chiến đấu thì phải trả giá, chỉ là một khu rừng mà thôi. Anh đưa Úc Nhiên đi dạo quanh đó vài vòng, xác nhận lũ chăn khổng lồ đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Anh mới bắt đầu tìm kiếm địa điểm thích hợp để cô đi vệ sinh, cuối cùng tìm được một bãi cỏ thích hợp. Ăn uống no nê, lại vất vả lâu như vậy, Úc Nhiên đúng là có chút buồn đi vệ sinh.
Cô ôm chặt túi da thú đeo chéo trước ngực, ra hiệu cho cáo lớn quay đi chỗ khác đừng nhìn trộm. Đi vệ sinh xong, cô lấy một miếng băng vệ sinh từ không gian hệ thống ra thay vào, cảm giác mỏng nhẹ khiến cả người cô thoải mái hơn. Cô dọn dẹp xong, đi đến bên cạnh con cáo lớn vẫn ngoan ngoãn quay lưng về phía cô. Thương Ấp vẫn đang ở dạng thú, nhìn con cáo đen to lớn cường tráng, Úc Nhiên chợt nảy ra ý định, hơi dùng sức nhảy lên lưng anh. Chỉ là lưng cáo hơi cao, bộ lông lại mềm mại trơn trượt, cô nhảy lên được một nửa thì trượt xuống. Trước khi chạm đất, một cái đuôi cáo nhẹ nhàng đỡ lấy cô, kéo lên trên, ngay sau đó cô ngồi vững vàng trên lưng cáo. Thương Ấp quay đầu nhìn cô, đôi mắt đen tràn đầy dịu dàng. Úc Nhiên cười khúc khích, thôi được rồi, chúng ta về thôi, hơi buồn ngủ rồi, được. Thương Ấp đưa cô trở lại bờ sông, thu dọn đồ đạc, mang theo Lý Hách đang ngủ say sưa trên gốc cây, cùng nhau trở về bộ lạc. Lý Hách ngủ suốt dọc đường, có lẽ là thật sự mệt mỏi, cũng có thể là không đề phòng Úc Nhiên và Thương Ấp. Trở về hang cây của bộ lạc, Thương Ấp đặt đồ xuống, hóa thành hình người, anh rất tùy tiện ném Lý Hách lên cành cây của cây đại thụ nơi họ ở. Sau đó nhẹ nhàng bế Úc Nhiên vào ổ cỏ, thái độ trước sau hoàn toàn khác biệt, đúng là hai mặt. Em ngủ trước đi, anh đi tìm thầy thuốc lấy ít thuốc. Thương Ấp giúp cô kéo tấm da thú lại, nhìn vẻ mặt buồn ngủ của cô, nhẹ giọng nói. Úc Nhiên lẩm bẩm, thật ra cũng không cần. Không được, nhất định phải đắp thuốc. Thương Ấp kiên quyết, cô cũng không còn gì để nói, mặc kệ anh muốn làm gì, nhắm mắt ngủ. Lý Hách bị ném lên cây đã tỉnh, trở về bộ lạc, cậu ta trở nên rất cảnh giác, sợ có sói con đến đánh lén, cứ như vậy nằm trên cành cây nhìn xuống phía dưới. Thương Ấp lấy thảo dược từ chỗ thầy thuốc trở về, nhìn sói con đang trong trạng thái cảnh giác, lạnh lùng nói, không ai dám đến đây gây rối. Nếu Úc Nhiên muốn nuôi mày chơi thì mày cứ ngoan ngoãn ở đây, nếu dám chạy lung tung hoặc làm tổn thương cô ấy, tao sẽ giết mày. Ỷ mạnh hiếp yếu thật trơn tru. Lý Hách mặt mày u ám không nói gì, sau đó dần dần thu lại sự cảnh giác, nằm xuống. Dưới bóng cây rậm rạp, gió ấm nhẹ nhàng thổi qua, buổi chiều yên bình và thoải mái, cậu ta chưa bao giờ có cảm giác an tâm như vậy, không nhịn được nằm nghỉ ngơi trên cành cây. Thương Ấp thấy cậu ta đã thả lỏng, lúc này mới bước vào hang cây, bôi thuốc lên tay phải của Úc Nhiên, tiếp tục phát huy kỹ thuật băng bó xấu vô cùng của mình. Anh không có thói quen ngủ trưa, bắt đầu bận rộn việc nhà, giặt quần áo của Úc Nhiên, đổ đầy nước vào bồn tắm. Phòng khi cô tỉnh dậy muốn tắm, còn làm cầu thang dẫn lên hang cây phía trên và cả cây bạc hà mà cô muốn. Khi ra ngoài tìm bạc hà, tiện thể săn mồi, bữa tối đã được giải quyết. Bận rộn xong, thấy trời còn sớm, anh ngồi ở cửa hang cây may cho Úc Nhiên vài bộ quần áo mới. Lý Hách vẫn luôn nằm trên cành cây nhìn anh bận rộn qua lại, cả buổi chiều không ngừng nghỉ. Đây là lần đầu tiên cậu ta thấy Thương Ấp oai phong lẫm liệt bên ngoài lại dịu dàng đảm đang như vậy ở nhà. Tất nhiên sự dịu dàng này chỉ dành cho Úc Nhiên. Tao cứ tưởng sớm muộn gì mày cũng sẽ trở thành giống đực của Phi Phi, cậu ta nhẹ nhàng nói. Thương Ấp cúi đầu cắt da thú, thản nhiên đáp, thà tao cứ độc thân còn hơn là tìm bạn đời như vậy. Lý Hách im lặng vài giây, nhớ lại cách hành xử của Phi Phi từ trước đến nay, là một giống cái rất kiêu ngạo, ngang ngược, chiếm hữu, hay khóc nháo, làm nũng, nhưng giống cái nào cũng vậy, chỉ là Phi Phi hơi quá một chút. So với Úc Nhiên, cô lại thẳng thắn, trực tiếp hơn, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, vốn đã rất tinh tế, nếu ngoại hình dịu dàng hơn một chút, chắc chắn sẽ có nhiều giống được theo đuổi hơn, chỉ tiếc là gặp phải con cáo đen Thương Ấp này, những giống được khác muốn theo đuổi cũng phải cân nhắc sức chiến đấu của anh. Giống cái mà mày nhặt về có gì tốt, xinh đẹp. Bộ lạc chúng ta cũng có giống cái xinh đẹp. Úc Nhiên là đẹp nhất. Lý Hách cũng bó tay, rốt cuộc là nhìn cái đẹp của người ta sao? Từ khi nào con cáo này lại không chín chắn như vậy? Cậu ta nháy mắt vài cái, không nói gì nữa, dù sao hai người họ thích nhau, vui vẻ là được. Trong hang cây, Úc Nhiên tỉnh giấc nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, cô không khỏi buồn bực, không ngờ Thương Ấp lại là con cáo hời hợt như vậy. Nhưng hình như từ khi đến thế giới thú nhân, điều cô có thể tự hào hiện tại chính là sắc đẹp, tài năng của cô vẫn chưa có cơ hội thể hiện. Nếu có một ngày tôi không còn xinh đẹp nữa, anh có còn thích tôi không? Cô nằm trong ổ cỏ hỏi. Con cáo lớn đang ngồi ở cửa hang cây giật mình, ngay sau đó đặt da thú xuống, đi vào hang cây, nằm xuống ổ cỏ, anh sát lại gần cơ thể mềm mại của cô. Nói, sau này có xinh đẹp hay không cũng không còn quan trọng nữa, em đã là bạn đời của anh rồi, giống được cả đời chỉ có một bạn đời. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc và kiên định của anh, Úc Nhiên mỉm cười, đùa với anh thôi. Nghe vậy, Thương Ấp thở phào nhẹ nhõm. Cô thoải mái vươn vai trong ổ cỏ, chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi, tối nay ăn gì? Bắt được mấy con thỏ, em muốn ăn kiểu gì? Đôi mắt Úc Nhiên sáng lên, món này tôi biết làm, chỉ là cần hơi nhiều nguyên liệu, không chắc xung quanh có tìm được không. Nghe cô nói biết nấu ăn,
khóe môi Thương Ấp không khỏi cong lên. Cần nguyên liệu gì, anh đi tìm. Úc Nhiên suy nghĩ một chút, cố gắng loại bỏ những nguyên liệu khó tìm được ở thế giới thú nhân. Cô thăm dò hỏi, cần dầu, dầu có thể dùng mỡ luộc, còn hành, gừng, tỏi, ớt, muối, những thứ này có tìm được không? Con cáo lớn có chút ngạc nhiên, anh im lặng vài giây rồi nói, mỡ không thành vấn đề, hành lá và muối kết tinh cũng không thành vấn đề. Còn những thứ khác anh không chắc lắm, có thể đến hỏi thầy thuốc, ông ấy có một số thảo dược cũng có thể dùng để nấu ăn. Đúng rồi, Úc Nhiên kích động ngồi dậy, vì dùng sức quá mạnh nên phía dưới lập tức tràn ra, cô lập tức không dám cử động nữa. Thấy sắc mặt cô đột nhiên thay đổi, Thương Ấp đứng dậy đỡ cô, nói, trên người em có mùi mấu rất nồng, có muốn tắm không? Úc Nhiên đáng thương gật đầu, dịch mông, cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên, đỏ rồi. Thương Ấp liếc nhìn, rất bình tĩnh kéo tấm da thú bên dưới lên, quấn quanh người cô, bế cô lên hàng cây phía trên. Đun nước nóng, lấy quần áo để thay, cáo lớn lại bắt đầu phát huy bản chất đảm đang. Dọn dẹp xong, Úc Nhiên kinh ngạc phát hiện bên ngoài cửa hang có cầu thang, đó là một khúc gỗ lớn được khoét thành bậc thang. Khúc gỗ to lớn dựa vào cây đại thụ hoàn toàn không lo bị đổ, hơn nữa Thương Ấp còn gia cố thêm. Cô bước xuống cầu thang, vui vẻ gọi Lý Hách, chúng ta đi chỗ thầy thuốc nấu ăn, xem ông ấy có gì ngon. Lý Hách khó hiểu, chỗ thầy thuốc có gì ngon, chỉ có mấy loại thảo dược lộn xộn đó thôi. Thương Ấp mang theo nồi đá, bát đũa và một số gia vị có sẵn ở nhà, xách theo mấy con thỏ lớn bị trói bằng dây leo đi đến đó. Tắm rửa xong, Úc Nhiên cảm thấy sảng khoái, trên người hoàn toàn không còn mùi mấu. Đây là lần đầu tiên cô đi dạo trong bộ lạc sau khi đến bộ lạc này, cô và Lý Hách đi phía trước, Thương Ấp thong thả đi theo sau lưng họ. Lúc này đúng là giờ ăn tối, không ít thú nhân đang nấu nướng trước cửa nhà. Nhìn quanh, những người đang hì hục nấu nướng đa phần là những gia đình có giống cái. Úc Nhiên và họ đi qua đương nhiên thu hút sự chú ý của không ít thú nhân, thấy Thương Ấp mang theo nồi đá, túi lớn túi nhỏ, cứ tưởng họ đang đi đến rừng cây nhỏ bên ngoài bộ lạc để nấu nướng. Trong bộ lạc rộng lớn, có thú nhân sống trong hang cây, cũng có thú nhân tự xây nhà gỗ nhỏ, thậm chí một số thú nhân biết bay trực tiếp xây nhà trên cây, cũng có những người sống ngoài trời. Vì các chủng tộc thú nhân khác nhau, tập tính khác nhau nên tổ của họ cũng khác nhau. Khi đi ngang qua nhà thầy thuốc, Lý Hách chạy lên trước vài bước, đến cửa nhà thầy thuốc gọi một tiếng, Tiên Cốc vén tấm da thú dùng làm rèm cửa. Từ trong nhà gỗ bước ra, khó hiểu nhìn họ, chủ yếu là thắc mắc tại sao Lý Hách lại đi cùng Úc Nhiên và Thương Ấp. Úc Nhiên mỉm cười nói, thầy thuốc, tối nay chúng tôi làm thịt thỏ, nghe nói ông có nhiều thảo dược, tôi muốn xem có loại nào có thể dùng để nấu ăn không. Cô trực tiếp nói rõ ý định. Khuôn mặt già nua của Tiên Cốc hiện lên vẻ ưu tư, nhưng ông cũng không từ chối, giơ tay chỉ vào trong nhà, ý bảo cô cứ tự nhiên. Úc Nhiên vui vẻ chạy vào nhà gỗ. Sau đó, Lý Hách và Tiên Cốc cũng tò mò đi theo vào. Là thầy thuốc của bộ lạc, phụ trách chữa trị bệnh tật cho thú nhân, nhà gỗ của lão thú nhân này chiếm diện tích khá lớn. Phía trước là ổ cỏ đơn giản, bếp lửa và một số giỏ, kệ để đồ, khu vực sinh hoạt này chỉ chiếm một phần nhỏ. Phía sau là khu vực chứa vô số dược liệu, có loại được bó lại treo trên tường, có loại thì đựng trong giỏ mây, còn có loại đựng trong ống tre, bát gỗ kín. Nhà thuốc chiếm diện tích rất lớn, trong không khí tràn ngập mùi thảo dược, tuy mùi không nồng như phòng thuốc đông y hiện đại, nhưng có vài loại dược liệu chính hiệu, Úc Nhiên đã ngửi thấy. Lúc chạng vạng, ánh sáng vốn đã yếu, huống chi là trong nhà gỗ, nhìn thấy nhiều dược liệu có vẻ lộn xộn như vậy. Úc Nhiên hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu, rất nhiều loại cô không nhận ra, nhìn đến hoa cả mắt. Có ớt không? Cô vẫn chọn cách nhờ Tiên Cốc giúp đỡ. Tiên Cốc lập tức lấy ra vài túi da thú, bên trong có ớt nhỏ, hạt tiêu, đều đã phơi khô. Úc Nhiên tiện tay lấy một cái giỏ nhỏ bên cạnh, lấy một ít ớt và hạt tiêu. Mượn cái giỏ này nhé, lát nữa trả ông, hôm nay lấy những thứ gì, lát nữa tôi sẽ bảo Thương Ấp tìm để trả lại cho ông. Tiên Cốc tỏ vẻ không quan tâm, những thứ này nhiều lắm, bình thường cũng ít dùng, để lâu cũng sẽ hỏng. Nếu cô thấy có thể nấu ăn thì cứ lấy thoải mái. Cô còn cần gì nữa? Hành, gừng, tỏi. Tiên Cốc, bên ngoài bộ lạc có một khu đất trồng hành lá. Gừng là gừng trắng, còn tỏi là gì? Úc Nhiên ngẩn người vài giây, gừng chắc là đúng rồi, còn tỏi thì? Cô suy nghĩ một chút, miêu tả hình dáng của tỏi. Dù sao hình dáng này cũng dễ miêu tả. Chỗ Tiên Cốc quả thực có, ông ấy nhanh chóng lấy ra vài củ tỏi tím từ trong giỏ. Cái này ở đây chúng tôi gọi là cánh tím. Sau đó lại nói thêm một câu, cô quả nhiên không phải là giống cái của bộ lạc khu vực phía đông. Cô do dự một chút rồi nói, tôi cũng không biết mình sống ở đâu, đại khái là nơi rất xa, không sao cả, bây giờ tôi đã có Thương Ấp, sống ở đây cũng tốt. Lúc cần thiết thì lôi cáo lớn ra làm lá chắn, như vậy, Tiên Cốc cũng không hỏi kỹ cô đã sống ở đâu trước đây.
Trước đây sống ở đâu cũng không còn quan trọng nữa, dù sao cô cũng đã quyết định sống ở bộ lạc này cùng Thương ấp. Hành, gừng, tỏi và ớt đã có, Úc Nhiên cũng không hy vọng sẽ có xì dầu, dầu hào gì đó. Những gia vị đơn giản khác thì chỗ Thương ấp có, vậy là đủ rồi. Tôi muốn hỏi, trong bộ lạc có trồng ngũ cốc và rau củ không? Cô chợt nghĩ đến điều này liền hỏi. Tiên Cốc ra hiệu cho cô đi ra phía trước, ở góc khu vực phía trước, trong vài cái giỏ có một số thứ được trồng. Nhìn thấy những thứ đó, mắt Úc Nhiên sáng lên. Khoai tây to, cà chua nhỏ, còn có gạo, ngô. Chúng tôi là thú nhân ăn chay, bình thường vẫn thích ăn chay. Phía sau bộ lạc có khu vực trồng trọt chuyên dụng. Chủ yếu là những thứ này, hàng tháng bộ lạc sẽ cử thú nhân mang thức ăn của khu vực phía đông đến các khu vực khác để trao đổi. Tiên Cốc chậm rãi nói. Khí hậu của các khu vực lớn đều khác nhau, thực vật và động vật cũng khác nhau. Một số bộ lạc của chúng tôi sẽ trao đổi thức ăn với nhau. Úc Nhiên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tiên Cốc lại nói, Thương ấp là tộc hồ ly đen chín đuôi, là thú nhân ăn thịt, khi còn độc thân cũng không đến khu vực trồng trọt để trồng cây. Trong nhà chắc là không có những loại rau này, nếu cô thích ăn thì cứ lấy đi, tôi có rất nhiều. Cảm ơn ngã đối với lão thú nhân hiền lành này, Úc Nhiên rất thích từ tận đáy lòng. Cô ngồi xổm trước những cái giỏ chọn lựa, vừa hỏi, những củ khoai tây to như vậy này, mọi người thường ăn như thế nào? Tiên Cốc nhìn thứ cô đang cầm, to bằng nắm tay cô, nói, bên cô gọi là khoai tây à? Ở đây chúng tôi gọi là táo đất. Úc Nhiên cười nhẹ, gọi là gì cũng được, ăn được là được rồi. Đúng vậy, thứ này thường được luộc, hấp hoặc nướng. Cô nhanh chóng chọn một ít, cũng lấy thêm một số loại rau khác. Đứng dậy, nhướng mày cười với Tiên Cốc, tôi có cách ăn mới, lát nữa sẽ dạy cho ông. Tiên Cốc vuốt râu, rất mong chờ. Khi Úc Nhiên cầm đồ đi ra khỏi nhà gỗ, Thương ấp đã bận rộn ở bãi đất trống bên ngoài. Ba bếp lửa, ba cái nồi đá lớn nhỏ khác nhau, còn có cả gốc cây không biết lấy từ đâu ra làm bàn ăn. Lúc này, Thương ấp đang đứng đó nhìn chằm chằm vào mấy miếng mỡ trong giỏ mây, chỉ biết Úc Nhiên muốn dùng mỡ luộc dầu. Nhưng không biết làm cụ thể như thế nào, anh đang phân vân nên để nguyên miếng lớn hay cắt nhỏ. Úc Nhiên cười chạy đến bên cạnh anh, nhìn mấy miếng mỡ to đến kinh ngạc, sau đó có chút vui mừng nói, những miếng mỡ này đều có thể dùng sao? Thương ấp gật đầu đáp, đây là mỡ trên người dã thú mà những giống được trong bộ lạc đi săn lớn mang về, dã thú có thân hình to lớn. Mỡ cũng nhiều, bình thường chúng tôi không ăn những miếng mỡ này. Thỉnh thoảng có một số thú nhân không kén ăn khi nấu canh sẽ cho vài miếng mỡ vào để tăng thêm vị béo. Cho mỡ vào khi nấu ăn để tăng thêm vị béo và dùng mỡ để luộc dầu là hai việc khác nhau. Dùng mỡ dã thú để luộc dầu, thật ra trong lòng Úc Nhiên cũng không chắc lắm, chủ yếu là không chắc về mùi vị, nhưng dù sao cũng là mỡ, ít nhiều gì cũng có thể luộc ra được ít dầu. Thử xem vậy. Thương ấp, anh giúp em cắt nhỏ những miếng mỡ này, cắt thành miếng hay cắt thành sợi tùy anh. Đừng cắt quá to là được. Lý Hách, mày đi hái hành giúp tao. Cô cũng không khách khí sai bảo sói con Lý Hách. Lý Hách mặt không cảm xúc quay người chạy ra ngoài bộ lạc hái hành lá. Tay em vẫn còn bị thương, đừng cử động, muốn làm gì thì nói với anh làm cho. Thương ấp vừa dùng răng nanh sắc bén của dã thú cắt mỡ, vừa nhắc nhở. Úc Nhiên cúi đầu nhìn bàn tay phải bị băng bó, vừa khóc vừa cười, đúng là bị băng bó nên có chút không linh hoạt. Trước đó, trên người bị cỏ cứa bị thương, bôi thuốc xong, hiệu quả tốt đến mức khiến cô kinh ngạc. Lúc này vết thương nhỏ trên mu bàn tay bôi thuốc, cô cũng không từ chối quá nhiều, dù sao vết thương nhỏ thì mau lành cũng tốt. Dù là xào khoai tây hay làm thịt thỏ đều cần dùng dầu, bước đầu tiên vẫn là phải luộc dầu. Tiên Cốc cảm thấy mình không giúp được gì, liền ngồi bên cạnh xem, thỉnh thoảng giúp đỡ sắp xếp củi lửa, chờ Úc Nhiên thể hiện tài nấu nướng. Thương ấp nhanh chóng cắt những miếng mỡ thành từng lát mỏng, mỡ đều đã được rửa sạch sẽ trước khi mang đến, nhìn trắng trẻo rất ngấy. Sau đó làm thế nào? Thương ấp nhìn cô hỏi. Úc Nhiên, cho vào nồi, thêm ít nước luộc, có muối không? Thương ấp lấy một miếng muối kết tinh từ trong túi da thú, đó là muối kết tinh từ biển, do thú nhân của bộ lạc đến vùng biển trao đổi với thú nhân sống ở biển mà có. Úc Nhiên, em cần bao nhiêu muối? Anh làm cho, muối kết tinh khi hình thành sẽ có rất nhiều tạp chất, trước đây có giống cái ăn muối kết tinh chưa qua xử lý bị ốm. Sau đó chúng tôi khi dùng muối kết tinh đều đun sôi cho tan ra, lọc bỏ những thứ không sạch sẽ bên trong rồi mới sử dụng, muối kết tinh sẽ trở thành nước muối. Vốn còn lo lắng muối kết tinh có sạch sẽ hay không, nghe thấy lời này, Úc Nhiên nở nụ cười trên môi. Vậy anh lọc miếng muối kết tinh trên tay đi, tối nay chúng ta phải làm không ít món, nếu còn thừa có thể cho nước muối vào ống tre để ngày mai ăn tiếp, bây giờ trời không nóng, sẽ không bị hỏng, nếu bị hỏng thì không ăn nữa. Thương ấp gật đầu, bắt đầu lọc. Chỉ là điều khiến Úc Nhiên ngạc nhiên là, anh chàng này lại trực tiếp cho muối kết tinh vào một cái bát gỗ, thêm ít nước rồi bắt đầu đun, dùng ngọn lửa của mình để đun nóng bát gỗ, trực tiếp tiết kiệm củi lửa. Không lâu sau,
muối kết tinh tan thành nước muối. Dưới đáy bát gỗ có thể nhìn thấy rõ một số tạp chất. Đợi tạp chất lắng xuống đáy hoàn toàn, Thương ấp đổ nước muối vào một cái bát gỗ nhỏ. Phần nước muối lẫn tạp chất ở dưới đáy anh trực tiếp đổ đi. Nước muối đã có, bắt đầu luộc dầu. Cho gần đầy nồi mỡ vào, thêm ít nước, đun lửa lớn. Úc Nhiên đứng bên cạnh Thương ấp, chỉ huy anh liên tục đảo. Thấy nước trong nồi đã cạn, cô nói, chuyển lửa nhỏ. Cô đang định ngồi xuống lấy bớt củi ra để giảm lửa. Thương ấp nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng. Sau đó ngón tay khẽ nhấc, một quả cầu lửa bay vào đống lửa, nhẹ nhàng làm những khúc củi đang cháy tách ra, cuối cùng chỉ còn lại vài khúc củi cháy âm ỉ. Úc Nhiên mỉm cười, không nhịn được trêu chọc, chỉ có anh là giỏi. Con cáo lớn đắc ý liếc nhìn cô, chú ý đến đôi môi đỏ mọng đang mỉm cười của cô, không nhịn được cúi xuống hôn một cái. Lúc này có không ít thú nhân đến xem náo nhiệt, mọi người đều tò mò nhìn họ đang làm gì, đột nhiên như vậy khiến Úc Nhiên có chút ngại ngùng. Tuy nhiên, chỉ có cô là ngại. Những thú nhân khác nhìn thấy cũng không có phản ứng gì quá lớn. Đối với họ mà nói, việc thân mật với bạn đời là chuyện rất bình thường, thậm chí còn khiến một số thú nhân độc thân vừa ghen tị vừa đố kỵ. Ngoan ngoãn luộc dầu đi, Úc Nhiên trừng mắt nhìn anh. Thương ấp nhìn dáng vẻ làm nũng của cô, vui vẻ đến mức đuôi cáo vẫy vài cái. Anh một tay ôm cô, một tay cầm muôi lớn đảo trong nồi. Rất nhanh trong nồi đã ra dầu, những miếng mỡ dần dần đổi màu, tỏa ra mùi thơm. Mùi thơm này lại thu hút rất nhiều thú nhân trong bộ lạc đến xem. Trời cũng dần tối. Tiên Cốc im lặng quan sát, lên tiếng nói một cách dịu dàng. Cách luộc dầu này thú nhân trong bộ lạc cũng biết, mọi người sẽ cho một ít vào khi nấu canh, như vậy canh sẽ thơm hơn. Úc Nhiên gật đầu, nếu dùng dầu để xào thức ăn thì mùi vị sẽ càng ngon hơn. Tiên Cốc mỉm cười chờ đợi. Đợi đến khi dầu ra hết, chuyển sang màu vàng là được. Thương ấp gật đầu, đợi đến khi trong nồi chuyển sang màu vàng óng, Thương ấp đặt muôi xuống, hai tay khẽ tỏa ra năng lượng hệ hỏa bao phủ. Anh hoàn toàn không sợ nóng. Bên nồi đá đang sôi sùng sục, đổ dầu vào một cái bát gỗ, phần tóp mỡ còn lại đổ vào một cái bát gỗ khác. Úc Nhiên dùng thìa nhỏ vớt tóp mỡ trong dầu, nhân lúc dầu chưa đông lại, nếu thêm chút muối sẽ dễ bảo quản hơn, không dễ bị hỏng. Cô nhìn nước muối, cuối cùng vẫn từ bỏ, dù sao số dầu này cũng sẽ nhanh chóng dùng hết, không cần bảo quản lâu dài. Đừng vứt tóp mỡ đi, cũng có thể ăn được. Thấy Thương ấp đang nghịch tóp mỡ, Úc Nhiên nhắc nhở. Anh đáp lại một tiếng, lấy một miếng cho vào miệng nếm thử, vừa giòn vừa thơm, vị cũng không tệ, chỉ là không có gia vị gì cả, hơi nhạt. Anh vừa ăn vụng, vừa chất thêm chút dầu ở dưới đáy tóp mỡ vào bát dầu, không bỏ sót một chút dầu nào. Dầu đã chuẩn bị xong, tiếp theo là xem đầu bếp Úc thể hiện tài năng. Lúc cô đến chỗ Tiên Cốc lấy gia vị, Thương ấp đã xử lý thỏ xong. Cô nói với Thương ấp, cắt thịt thỏ thành hạt lựu. Sợ cao lớn không hiểu ý nghĩa của từ hạt lựu, cô dùng ngón tay ra hiệu một chút. Thương ấp hiểu ý, cầm răng nanh nhanh chóng cắt thịt thỏ thành hạt lựu. Úc Nhiên nhìn nguyên liệu, Lý Hách cũng đã mang hành lá về. Cô cho chút nước muối vào thịt thỏ, trộn đều, không có rượu nấu ăn nên đành bỏ qua bước này. Bắc chảo lên bếp, cho dầu vào, thêm hạt tiêu và ớt, nhìn cảnh tượng xèo xèo trong chảo, các thú nhân đều hồi hộp nhìn. Đừng nói là dầu nóng bắn ra dính vào sẽ đau đến mức nào, ngay cả khi nướng thịt, mỡ bắn vào da cũng rất bỏng. Nhìn dầu nóng thi thoảng bắn ra trong chảo, Thương ấp căng thẳng, tập trung nhìn theo hướng dầu nóng bắn ra, sợ làm bỏng Úc Nhiên. Sau khi xào ớt cho dậy mùi, cho gừng và tỏi vào đảo đều, sau đó cho thịt thỏ vào, đảo đều rồi rắc hành lá lên trên để trang trí, món thỏ xào cay đơn giản như vậy đã hoàn thành. Úc Nhiên nếm thử một miếng, có lẽ nước muối hơi mặn, độ mặn này đối với khẩu vị của cô thì hơi mặn. Ớt và hạt tiêu cô chỉ cho một chút, vị cay nhẹ, mặn mà, khiến cô đã quen với những món ăn nhạt nhẽo mấy ngày nay vô cùng vui mừng. Ngon quá! Cô lại cho thêm một miếng vào miệng, cũng đút cho Thương ấp một miếng. Có thể hơi cay, tôi không biết anh có ăn quen không. Nói xong, cô mong chờ nhìn con cáo lớn đang nhai. Mặn nhạt đối với Thương ấp không phải là vấn đề, bởi vì anh đã từng ăn những thứ mặn hơn. Một số gia vị thực vật cũng có độ mặn của món thỏ xào cay này anh hoàn toàn có thể chấp nhận được, chỉ là vị cay này. Anh nhất thời chưa thích ứng được, hít nhẹ một hơi, nuốt thịt trong miệng xuống, nhìn Úc Nhiên đang mong chờ nhìn mình, nói, béo nhưng không ngấy. Thịt thỏ rất thấm gia vị, rất ngon, cay hơi sặc, thú nhân trong bộ lạc chúng ta hiếm khi ăn cay như vậy. Nhận xét xong, anh lại nói, nếu em thích thì anh sẽ ăn cùng em mỗi ngày. Đôi mắt cáo đẹp đẽ tràn đầy sự cưng chiều. Úc Nhiên vui vẻ mỉm cười, chúng ta để lại một bát, phần còn lại anh mang cho mọi người nếm thử, sau đó giúp tôi làm khoai tây, chính là táo đất đó, gọt vỏ, cắt sợi, sợi là như thế này. Cô cúi đầu nhìn, tìm một cành cây nhỏ cho anh xem. Cáo lớn ngây thơ như vậy, biết đâu lại cắt thành sợi mỏng như sợi tóc.
Thương Ấp ghi nhớ kỹ từ hạt lựu và sợi trong miệng Úc Nhiên, đối với thú nhân bọn họ, đây hoàn toàn là vụn vặt. Anh múc món thỏ xào cay ra, để lại cho Úc Nhiên hơn một nửa, phần còn lại cho những thú nhân đang đứng xem xung quanh nếm thử. Vì phải bận rộn cắt khoai tây sợi cho cô, Thương Ấp trực tiếp đưa bát gỗ lớn đựng thỏ xào cay cho Tiên Cốc. Tiên Cốc lấy một miếng thịt thỏ cho vào miệng, vừa vào miệng đã bị vị cay sộc lên khiến ông ho sặc sụa. Ông vừa nhai vừa chảy nước mắt, nói, cay thì cay thật, nhưng vị rất ngon. Nghe ông nói vậy, những thú nhân đang đứng xem xung quanh cũng đến nếm thử. Có người cay đến mức ho, cay đến chảy nước mắt, cay đến đỏ mặt, nhưng không ai là không thấy ngon. Đối với những thú nhân bình thường không ăn cay, chỉ cần hơi cay một chút cũng đã là rất cay rồi. Việc ăn cay phải từ từ rèn luyện. Úc Nhiên mỉm cười nói với mọi người, nếu không ăn được cay thì có thể cho ít ớt, tùy theo khẩu vị của mình mà quyết định. Tiếp theo tôi sẽ xào thêm vài món rau, mọi người có thể xem, nếu thích có thể ghi lại cách làm. Sau món thỏ xào cay đầy bất ngờ, mọi người đều rất mong chờ những món rau xào tiếp theo. Thương Ấp đã cắt được một ít khoai tây sợi, Úc Nhiên lấy số khoai tây sợi đã cắt sẵn đó bắt đầu xào. Không có giấm nên không thể làm món khoai tây sợi chua cay, chỉ có thể xào thôi, một phần không cho ớt, một phần cho ớt, vẫn theo lệ cũ, để lại một ít cho mình, phần còn lại chia cho mọi người nếm thử. Những nguyên liệu có thể làm chỉ có vậy, dù sao bữa ăn của mình cũng đủ rồi, Úc Nhiên múc một ít thỏ xào cay và khoai tây sợi cho Lý Hách. Sói con vẫn luôn im lặng ngồi xổm trên một gốc cây nhìn cô. Nhìn món ăn cay sộc lên mũi đặt trước mặt, Lý Hách cau mày. Cần tôi đút cho không? Úc Nhiên cười răn hỏi. Ngay lập tức, cậu ta cúi đầu liếm một miếng, cả người run lên, vừa béo vừa cay. Cậu ta dừng lại một chút, liếm vài cái để làm quen với vị này. Cay thì cay thật, nhưng vị cay này không khiến cậu ta cảm thấy khó chịu, có thể chịu đựng được. Hơn nữa mùi thơm của thịt thỏ cũng rất khác, là mùi vị chưa từng được ăn trước đây. Nhiều thú nhân như vậy đều đã ăn, đều nói ngon. Sau khi làm quen với vị cay, cậu ta cúi đầu ăn một miếng thịt thỏ, sau đó liền ăn ngon không ngừng được. Muốn ăn thêm, khi Úc Nhiên định quay đi, Lý Hách nhẹ nhàng nói. Úc Nhiên ngẩn người, sau đó mỉm cười xoa đầu cậu ta, đi múc thêm một ít nữa. Buổi trưa Thương Ấp và Lý Hách đã ăn rất nhiều, một khi đã no bụng thì rất lâu mới đói. Lúc này họ không đói, nhưng món ăn của Úc Nhiên vừa lạ vừa ngon, họ đều không nhịn được ăn thêm một ít. Thịt thỏ tươi còn rất nhiều, Thương Ấp học theo cách làm trước đó của Úc Nhiên, nhưng anh cho ít ớt hơn một chút. Làm xong món thỏ xào cay, anh đưa cho tộc trưởng một bát, Tiên Cốc cũng một bát. Úc Nhiên ngồi bên cạnh Lý Hách, vừa ăn vừa đắc ý nói với cậu ta, đi theo tao thì có thịt ăn, tao biết làm rất nhiều món, đi theo tao mày không thiệt đâu. Lý Hách khẽ nói, cô chỉ muốn tôi gọi cô là mẹ thôi. Vậy mày gọi một tiếng nghe thử xem. Sao cô không tự sinh? Cậu ta trực tiếp hỏi, hỏi xong liền cắn răng hối hận. Úc Nhiên nhìn bóng lưng đẹp trai của cáo lớn, nói, từ từ rồi sinh. Trước tiên sống thế giới hai người với Thương Ấp chẳng phải tốt hơn sao, chơi chán rồi thì sinh con. Thế giới hai người là thật, nhưng chuyện sinh con thì tùy duyên vậy, ngay cả ổ cỏ cũng chưa lăn, nghĩ đến chuyện con cái thì hơi sớm. Nghe vậy, Lý Hách âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may quá, chỉ sợ cơ thể cô có vấn đề gì đó mà không sinh được con, cậu ta hỏi như vậy chắc chắn sẽ khiến cô buồn. Đồng thời trong lòng cũng có chút cảm xúc, tạm thời không định sinh con cũng tốt, như vậy sự chú ý của cô sẽ đặt trên người cậu ta. Cậu ta cúi đầu ăn khoai tây sợi trong bát, lần đầu tiên cảm thấy thứ này cũng ngon như vậy. Úc Nhiên ăn không ít thỏ xào cay và khoai tây sợi, đã no bụng, Thương Ấp lại đưa đến một cái đùi thỏ nướng và một bát canh ngô, cô thấy thèm liền ăn tiếp. Bữa này ăn đến miệng đầy dầu mỡ, bụng no căng, trời cũng tối hẳn, không khí náo nhiệt ở đây không hề giảm đi vì trời tối. Ngược lại mọi người còn nhóm thêm vài đống lửa, quây quần bên nhau bắt đầu buổi dạ hội lửa trại. Úc Nhiên vừa uống canh ngô vừa nhìn những thú nhân đang xem náo nhiệt. Trong đó cô nhìn thấy Phi Phi. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, đối phương liền lạnh lùng liếc nhìn với vẻ khinh thường. Cô khẽ đảo mắt, không thèm để ý. Thương Ấp rửa sạch một ít quả dại đưa đến bên cạnh Úc Nhiên, sau đó hóa thành thú hình nằm bên cạnh cô. Cảm nhận được bộ lông mềm mại cọ vào chân, Úc Nhiên không nhịn được nhấc chân lên nghịch đuôi cáo. Chiếc đuôi cáo to lớn, mềm mại nhẹ nhàng cuộn lại, bao bọc lấy hai chân cô, ấm áp, lông cáo cọ vào lòng bàn chân cô, hơi ngứa. Cô không nhịn được cười thành tiếng. Thương Ấp nhìn cô, vẻ mặt dịu dàng. Úc Nhiên, em thật giỏi. Anh nhẹ nhàng nói, giọng điệu rất tự hào và hài lòng. Úc Nhiên cười nói, đánh nhau thì em không giỏi lắm, nhưng nấu ăn thì vẫn được, dù sao cũng không thể để mình chết đói. Sau đó, ánh mắt cáo lớn thay đổi, anh cúi đầu, cả người toát ra vẻ u ám. Giống cái của các bộ lạc đều yếu đuối, làm gì cũng không được, cho dù có biết cũng chỉ là chút ít. Trong bộ lạc Á Vĩ Tú không có giống cái nào có tài nấu nướng như vậy, đều là do giống được nấu nướng, rất nhiều giống được nấu ăn rất ngon.
Vì số lượng giống cái ít, giống được lại bảo vệ quá mức, làm hết mọi việc nên giống cái không cần làm gì cả, chỉ cần điều dưỡng cơ thể cho tốt, đến thời điểm thích hợp thì sinh con là được. Giống cái được giống được chăm sóc tận tình nên không cần phải tự mình làm việc, họ không có cơ hội học nấu nướng. Nhưng Úc Nhiên lại biết nấu nướng, khiến anh không khỏi đoán rằng bộ lạc cô sống trước đây có phải đối xử với cô không tốt, khiến cô phải tự lực cánh sinh. Nhưng trong lòng anh lại rất mâu thuẫn, với nhan sắc của Úc Nhiên, không thể nào không được coi trọng. Trong đầu Thương Ấp đột nhiên lóe lên một suy đoán đáng sợ, anh quay sang nhìn Úc Nhiên đang ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao với vẻ thoải mái, trong lòng có chút khó chịu. Đôi chân mềm mại của cô vẫn đang nghịch đuôi cáo của anh, khiến anh cảm thấy khó chịu không nói nên lời. Anh cúi đầu nhìn không khí, suy nghĩ miên man. Nghỉ ngơi một lúc, Úc Nhiên không còn thấy no nữa. Cô đang định bảo Thương Ấp dọn dẹp để về nhà thì nghe thấy tiếng hét của Phi Phi. Không khí náo nhiệt ban đầu lập tức im bặt, mọi người đều căng thẳng nhìn cô ta. Lúc này, trên người Phi Phi nổi đầy mẩn đỏ, thậm chí cả trên mặt cũng có. Cô ta vừa ngứa vừa khó chịu. Lúc nãy chỉ lo ăn uống nên không để ý, đến khi cảm giác rõ ràng mới phát hiện toàn thân đều đỏ lên. Cô ta nhìn những vết đỏ trên tay, tức giận hất bát khoai tây sợi trước mặt xuống đất, chỉ vào Úc Nhiên, khóc lớn, nhất định là cô ta hạ độc hại tôi. Các thú nhân nhìn về phía Úc Nhiên, có người nghi ngờ, có người không tin, kết hợp với việc Phi Phi quấn lấy Thương Ấp trước đó, Úc Nhiên là bạn đời của Thương Ấp, hoàn toàn có động cơ hạ độc. Bị oan uổng, Úc Nhiên nhướng mày khó chịu, ai hạ độc hại cô, tôi cho cô ăn lúc nào. Thương Ấp lạnh lùng lên tiếng, phần khoai tây sợi mà cô ăn là do tôi xào. Chính vì do anh xào nên Phi Phi mới giật lấy để nếm thử. Tôi không quan tâm, tộc trưởng, nhất định là cô ta làm. Cô ta nhân lúc Thương Ấp không chú ý hạ độc cho tôi, lúc Thương Ấp nấu ăn, chỉ có cô ta lượn lờ bên cạnh anh ấy. Phi Phi vừa khóc vừa nói. Vốn là một giống cái xinh đẹp, giờ lại nổi mẩn đỏ khắp người, ai nhìn cũng thấy thương, những giống đực kia lại càng đau lòng. Tộc trưởng A Đặc đang ngồi trên gốc cây ở phía xa, ôm bạn đời của mình, thân mật đút cho cô ấy ăn thỏ xào cay. Bị gọi tên đột ngột, anh hơi nhíu mày khó chịu, đút miếng thịt thỏ trong thìa cho bạn đời của mình xong mới lạnh lùng nhìn sang. A Đặc trầm giọng nói, có phải hạ độc hay không tôi cũng không biết, để thầy thuốc kiểm tra là biết ngay. Lời này rất hợp lý, ánh mắt của các thú nhân lập tức tập trung vào Tiên Cốc đang ngồi bên cạnh, cầm một bát khoai tây sợi, không có phản ứng gì. Lúc Phi Phi hét lên, Tiên Cốc đã nhìn qua, sớm biết cô ta bị làm sao rồi. Nếu thật sự là bệnh gì khó chữa thì làm sao ông còn tâm trạng ăn uống. Ông dịu dàng nói, đây không phải là trúng độc, là dị ứng với ớt. Trước đây Nhung Tân cũng từng bị dị ứng với ớt, tình trạng cũng giống vậy. Các thú nhân đang lo lắng liền thở phào nhẹ nhõm, Phi Phi lại không cam lòng. Cô ta trừng mắt nhìn Úc Nhiên, khăng khăng nói, trước đây tôi ăn ớt không bị như vậy, nhất định là cô ta cố ý. Muốn gán tội thì tội gì cũng có. Liên quan gì đến tôi, khoai tây sợi đâu phải tôi làm. Nếu cô thật sự cho rằng mình bị hạ độc thì tìm Thương Ấp đi, khoai tây sợi là do anh ấy làm, có muốn giết anh ấy để tế trời không? Úc Nhiên khinh thường nói. Phi Phi tức giận, cô ta đứng dậy nhìn những thú nhân đang đứng xem, nói, mọi người nghe xem đây có phải là lời một giống cái nên nói không? Cô ta đối với bạn đời của mình còn lạnh lùng vô tình như vậy, huống chi là đối với chúng ta. Cô còn biết Thương Ấp là bạn đời của tôi sao? Úc Nhiên thản nhiên đáp lại. Phi Phi cứng họng, cắn chặt môi không nói gì. Cô ta không nói gì, cứ như vậy cắn môi, nước mắt lưng tròng, sau đó những giọt nước mắt lớn rơi xuống. Ba Cát, một trong những bạn đời sói của Phi Phi, cố nén cơn giận, nói với Thương Ấp đang thờ ơ nhìn màn kịch này. Thương Ấp, anh có thể quản bạn đời của mình cho tốt không? Đã khiến Phi Phi khóc rồi. Úc Nhiên nghe xong chỉ muốn phun máu, chưa kịp để Thương Ấp lạnh lùng lên tiếng. Cô quay sang nhìn anh, mỉm cười hỏi, Thương Ấp, em đẹp không? Thương Ấp lập tức thu lại sát khí, không chút do dự đáp, đẹp. Em đẹp hay Phi Phi đẹp? Em đẹp nhất. Anh thích em hay thích Phi Phi? Anh chỉ thích em. Từng câu từng chữ lọt vào tai Phi Phi, đó là sự kích thích cực lớn. Cô ta oa lên khóc lớn. Thương Ấp, sao anh có thể cùng giống cái bên ngoài bắt nạt tôi? Làm sao bây giờ? Thương Ấp đã bị dạy hư rồi. Nhìn dáng vẻ nước mắt lưng tròng của cô ta, ánh mắt của mấy người bạn đời nhìn Thương Ấp lập tức trở nên hung dữ. Khí thế của Thương Ấp cũng lạnh lẽo, chiến tranh dường như sắp bùng nổ. Úc Nhiên đột nhiên cúi đầu, vẻ mặt tủi thân, khó chịu, còn đỏ hoe mắt, nhìn bàn tay bị băng bó của mình, nói, đều tại em sinh ra quá đẹp, thu hút giống được mạnh mẽ thích. Cha sợ chúng em sẽ ảnh hưởng đến địa vị của các em trai trong nhà. Ông ấy đã ra tay tàn nhẫn, đuổi em ra khỏi bộ lạc, để em tự sinh tự diệt. Em lang thang khắp nơi, trải qua rất nhiều nguy hiểm, suýt chút nữa thì chết. Khi em bơ vơ không nơi nương tựa, em đã gặp Thương Ấp, đến bộ lạc của mọi người, nhưng mọi người lại bài xích như vậy. Phi Phi lại đối xử với em như vậy.
oan ức em như vậy. Xin lỗi, là em không nên đến bộ lạc của mọi người, em nên chết ở bên ngoài. Nói xong, nước mắt tuôn rơi, cả người trông vô cùng đáng thương, yếu đuối.